Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 41. Sóng âm dạo dược chạy đi, lại là hóa thành lấm tấm chợt đánh vào bình phong che chở trên. Rắc rắc. Bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện một đạo liệt ngân. Vết rách như mạng nhện vậy càng lúc càng lớn, cho đến một đạo băng kiếm rơi xuống, toàn bộ bình phong che chở ầm ầm vỡ vụn. Đạo tông ba người đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Bọn họ biết rõ mình không địch lại, rối rít quỳ xuống. Xin thần nữ tha chúng ta một mạng. Nhưng là Mạc Ngưng Nhi căn bản không để ý tới, nếu động thủ, liền đại biểu nàng tất nhiên sẽ hao tổn lực lượng. Nàng hao tổn tất nhiên để cho giá trị tối đại hóa. Cái này ba người đối với luân hồi mộ chủ có cực lớn nguy hiểm. Bất kể như thế nào khẩn cầu, nàng cũng sẽ không chút nào thu tay lại. Đây cũng là nàng nguyên tắc. Một bầy kiến hôi, kia có nhiều như vậy nói nhảm. Chết! Khoảnh khắc bây giờ, kiếm biển chiếm đoạt, vô số bông tuyết tựa như đem đất mặt đập ra một cái lỗ thủng to. Mà vậy đạo tông ba người căn bản không có tư cách né tránh, trực tiếp bị từng chuôi băng kiếm xuyên thấu. Bọn họ vùng vẫy, lại không có bất kỳ dùng. Thượng cổ đại năng cơn giận, bọn họ có cái gì tư cách chịu đựng? Xương máu phiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tươi. Giờ khắc này, chu vi 10 dặm yên tĩnh đến mức tận cùng. Chỉ có sát chủ còn sống. Nguyên bản đứng lên sát chủ đã đặt mông ngồi dưới đất. Hai chân như nhũn ra, muốn đứng lên, nhưng là một loại xa cầu. Hắn căn bản không nghĩ tới Côn Lôn Hư lại có cường giả loại này. Mấu chốt cường giả loại này còn đứng ở Diệp Thí Thiên sau lưng. Thời gian vừa niệm, trấn áp ba vị hư vương cảnh cường giả. Cái này mẹ hắn chơi thế nào à? Hắn thậm chí liền đầu cũng không dám mang à. Mà Diệp Thần diễn cảm càng là cổ quái, hắn biết Mạc Ngưng Nhi rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ qua như thế mạnh à. Tên này mới vừa rồi không nói, cái này ba người rất khó đối phó sao? Cái này cũng kêu khó đối phó. Cơ hồ trong nháy mắt giết à. Nếu như có cường giả loại này, sợ rằng cũng có thể cầm đạo tông tông chủ diệt đi. Mạc Ngưng Nhi tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần kinh ngạc, thân thể chậm rãi rơi xuống, đứng ở Diệp Thần chừng. Ta biết ngươi tại sao kinh ngạc, ta mới vừa rồi bùng nổ lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng là hoàn toàn là dựa vào vậy trên đường cổ tà thuật. Lần sau không có vậy thượng cổ tà thuật, ta không thể nào làm được như vậy ung dung. Còn nữa, ta trong thân thể năng lượng đại khái còn có thể chống đỡ một lần là ngươi ra tay. Đáng tiếc, vậy đạo tông tông chủ không có ở nơi này. Nếu không ta định đem đối phương cùng nhau chém chết, thượng cổ tà thuật lực lượng ta còn có thể vận dụng một ít, đến thời gian, sẽ gặp tiêu tán, quả thực có chút lãng phí. Nghe được câu này, Diệp Thần nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện thượng cổ tà thuật kết giới đã hoàn toàn biến mất, hẳn bị Mạc Ngưng Nhi sử dụng. Dẫu sao Mạc Ngưng Nhi thân thể có chút đặc thù, thập đại ách thể một trong thiên tuyệt hàn thể, có thể hấp thu một số lực lượng. Rất hiển nhiên. Đạo tông tông chủ thượng cổ tà thuật bị nàng hấp thu. Mộ chủ, còn dư lại một tên phế vật, cần ta giải quyết chung sao? Mạc Ngưng Nhi mở miệng nói. Diệp Thần lúc này mới đem sự chú ý đặt ở sát chủ trên mình. Hắn bước ra một bước, đi tới sát chủ trước người. Thời khắc này sát chủ thấy Diệp Thần, lại cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm, vội vàng dập đầu nói, đại nhân, hết thảy các thứ này đều là đạo tông tông chủ uy hiếp ta. Ta căn bản không muốn đối với ngài ra tay, ta thực lực coi như không tệ, có thể là ngươi làm trâu làm ngựa. Thậm chí mới có thể bảo vệ được bên người đại nhân người. Còn xin cho ta một cái cơ hội. Diệp Thần cười một tiếng, nếu như ta không có Mạc Ngưng Nhi ra tay, ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Biết, dĩ nhiên sẽ. Sát chủ thanh âm run rẩy nói. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cho ngươi một cái cơ hội. Đem đạo tông người biết hết thảy đều nói cho. Ta nói, ta cái gì đều nói. Đạo tông tông chủ bây giờ bị thương, thực lực giảm lớn, đây cũng là hắn không ra tay nguyên nhân. Còn nữa, đạo tông tông chủ ngàn năm qua một mực ở quảng thu thiên tài và linh căn người, hoàn toàn là vì luyện chế con rối, vậy ba cái đạo tông cường giả chính là nhóm đầu tiên. Đột nhiên, còn chưa cùng sát chủ nói hết lời, sát chủ ấn đường xuất hiện một đạo phù ấn. Đồng thời, sát chủ trong cơ thể hơi thở rối loạn lên, thân thể lại là không ngừng khổng lồ. Hiển nhiên muốn tự bảo.
Mộ chủ cẩn thận. Mạc Ngưng Nhi Tú nhấc tay một cái, sát chủ và Diệp Thần bây giờ bỗng nhiên xanh thành một đạo tường băng. Tường băng đem hai người hoàn toàn cách ly. Sát chủ không cam lòng diễn cảm bên trong, nhất thời hóa là một đạo xương máu. Hết thảy đầu mối cắt đứt. Bất quá mơ hồ bây giờ, Diệp Thần đại khái biết đạo tông âm mưu. Luyện chế con rối, lấy thiên tài làm giá, thật ra thì chính là đạo tông tông chủ vũ khí. Hắn không biết đạo tông tông chủ còn có nhiều ít cường giả loại này, từ sát chủ trước khi chết cuối cùng phun ra ba chữ có thể biết được, cái này ba người chẳng qua là nhóm đầu tiên, sau lưng tất nhiên còn có nhiều hơn tồn tại. Huống chi đạo tông tông chủ vậy hạng kế hoạch kéo dài ngàn năm, cũng không ai biết núp ở chỗ sâu bóng tối có thể hay không giống như bão táp vậy tấn công tới. Đạo tông đại điện. Đạo tông tông chủ xếp chân ngồi chung một chỗ màu xanh ngọc thạch trên, liên tục không ngừng hấp thu bên trong lực lượng. Hắn chán bây giờ có chút thống khổ, dẫu sao ban đầu Diệp Thần phá hư thuật pháp của hắn, cắn trả lực để cho hắn trọng thương. Hắn phải mau sớm khôi phục thực lực. Bất quá hẳn muốn không được bao lâu, vậy ẩn núp chỗ sâu uy hiếp sẽ bị hắn giải quyết. Thanh Huyền đỉnh căn bản không phòng giữ được Diệp Thí Thiên và Đoạn Hoài An. Hắn muốn giết người, cho tới bây giờ cũng không có để lại người sống. Huống chi, hắn còn vận dụng vậy chỗ tối lực lượng. Hắn tin tưởng mình ẩn núp ngàn năm bày ra cuộc cờ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn đạo tông sớm muộn có một ngày sẽ trở thành là Côn Lôn Hư thứ nhất tông môn. Mà đến lúc đó, hắn chính là Côn Lôn Hư nắm giữ. Tất cả cường giả đều phải hướng hắn thần phục. Làm ngọc thạch màu xanh lực lượng bị hấp thu một nửa thời điểm, đột nhiên, trong không khí truyền tới một cổ cực mạnh chấn động. Đạo tông tông chủ đan điền chân khí rối loạn lên. Hắn vậy đóng chặt tròng mắt đột nhiên mở ra. Con người bên trong đều là kinh hãi và tức giận. Hắn phái đi ra ngoài bốn người, toàn quân chết hết. Làm sao có thể? Đám người này hẳn còn không có bại lộ, càng không có đối với Thanh Huyền đỉnh ra tay, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị phát hiện? Thanh Huyền đỉnh còn có cường giả gì có thể thời gian ngắn chém chết bốn vị hư vương cảnh cường giả? Một cổ vô hình tức giận tựa như cắn nuốt đạo tông tông chủ. Sốt cuộc là ai trong bóng tối ra tay? Sốt cuộc là ai? Ngút trời gầm thét vang khắp ở trên đại điện. Đạo tông tông chủ dưới người ngọc thạch lại là vỡ vụn ra, toàn bộ đại điện cũng lảo đảo lắc lư. Hắn đứng lên, vậy tràn đầy tia máu trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, không do dự nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa ngón tay nhanh chóng bóp quyết. Rất nhanh, hắn phun ra máu hóa là một đạo hắc vụ. Đây là các ngươi ép ta. Hôm nay, ta không tiếc vận dụng bổn mạng máu tươi, vậy phải hiểu rõ ai trong bóng tối hủy ta hết thảy. Hình ảnh quay về. Diệp Thần và Mạc Ngưng Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Mạc Ngưng Nhi thật giống như phát hiện cái gì, bước chân dừng lại, con ngươi nhất tề bắn về phía sát chủ chết đi phương hướng. Mộ chủ, có chút vấn đề. Diệp Thần theo Mạc Ngưng Nhi phương hướng quét tới. Hắn phát hiện nguyên bản giữ tợn máu tươi lại có thể động. Lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, màu sắc không ngừng biến hóa, càng ngày càng sâu. Một đạo hắc vụ bỗng nhiên sanh thành. Hắc vụ ngưng tụ thành hình, lại là một cái ăn mặc đạo bào ông già. Đạo tông tông chủ. Mộ chủ, vậy hắc vụ chi trên có thượng cổ tà thuật hơi thở, hẳn là người sau lưng bọn họ vận dụng một ít thuật pháp. Đích thân tới nơi đây. Loại này tồn tại, nếu như ở thời kỳ thượng cổ, đủ để tiêu diệt hết thảy, bất quá cái này hắc vụ hơi thở không mạnh, không cần lo lắng. Hắc vụ tạo thành bóng người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Gương mặt dữ tợn. Diệp Thí Thiên, thật sự là ngươi. Ngươi lại dám giết ta đạo tông người, thật lấy là ta không dám động ngươi. Diệp Thần nhún vai một cái, có Mạc Ngưng Nhi ở đây, hắn tự nhiên không sợ. Đạo tông tông chủ, có chút nợ ta còn không có tìm ngươi coi là, ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Năm đó ngươi phá hoại quy tắc, ra tay phong ấn Đoạn Hoài An đan điền, bây giờ lại dám động Thanh Huyền đỉnh, ngươi có thể biết là cái gì giá phải trả. Hắc phụ một bước bước ra, lạnh như băng sát khí lan tràn ra, Diệp Thí Thiên, Đoạn Hoài An và ngươi quan hệ thế nào, ngươi vì sao phải khắp nơi che chở tên này. Lấy ngươi thực lực, hẳn bước vào tầng thứ cao hơn tồn tại. Mà không phải là trợ giúp một tên phế vật. Cái phế vật này,
chỉ biết lãng phí ngươi tu luyện thời gian. Nếu như ngươi thể bắt đầu từ hôm nay không nhúng tay nữa ta và Đoạn Hoài An ân oán giữa, chúng ta nợ liền xóa bỏ. Từ nay về sau, người ta vạch rõ giới hạn, ta càng không biết đối với ngươi ra tay. Hắc Phụ hiển nhiên sợ Diệp Thí Thiên, dẫu sao Diệp Thí Thiên là đến tận bây giờ cái đầu tiên dễ như trở bàn tay phá hỏng hắn thượng cổ tà thuật người. Loại này không biết lai lịch tồn tại, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Lại nữa đối với ta ra tay, Diệp Thần có nhiều thú vị nói. Chính phải. Giờ khắc này, Diệp Thần cười, người đạo tông coi như không đúng ta ra tay, ta cũng biết đối với ngươi ra tay. Còn như ngươi cầu hòa, ta căn bản không hiếm. Ta khuyên ngươi không ngại hơn hít thở mấy cái bên ngoài không khí, bởi vì phải không được bao lâu, ta liền sẽ đích thân giết tới đạo tông, chặt đứt đầu lâu ngươi. Diệp Thần uy hiếp nói. Ngươi, thật lấy là ta không làm gì được ngươi sao? Hắc Phụ tức giận, một tiếng gầm thét, một giây kế tiếp, chính là mang theo cái này cuồn cuộn ma khí hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Mặc dù không cách nào chém chết Diệp Thí Thiên, nhưng là chỉ ít có thể ảnh hưởng Diệp Thí Thiên đạo tâm. Mắt xem Hắc Phụ thì phải chạm được Diệp Thần, Mạc Ngưng Nhi chắn Diệp Thần trước người, hướng về phía Hắc Phụ lạnh lùng nói, to gan tà vật. Thật lấy là ngươi có thể là tùy ý là. Mạc Ngưng Nhi ngón tay bóp quyết, đầu ngón tay ngay tức thì xuất hiện chói mắt ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng mang từng cơn phản âm, dần dần hình thành một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn từ trên trời hạ xuống, hướng Hắc Phụ bao phủ đi. Hắc Phụ xem đến đỉnh đầu vật, lúc này mới chú ý tới Diệp Thần bên người thiếu nữ áo đỏ. Cái này, đây là thượng cổ trấn tà phù. Đây không phải là đã sớm biến mất sao? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Phụ giọng tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Thượng cổ trấn tà phù nhất định chính là hắn tu luyện khắc tinh. Đã yên lặng dù sao cũng năm. Hắn vốn cho là một loại người kia đã sớm chết và phi thăng. Nhưng là giờ phút này, nhưng xuất hiện lần nữa. Vẫn là một cô gái. Mạc Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, ngón tay đưa ra. Sau đó nhẹ nhàng đè một cái. Thượng cổ trấn tà phù ầm ầm tung tích, tựa như một thanh kiếm bén cắm vào Hắc Phụ bên trong. Hắc Phụ ầm ầm tiêu tán. Đều là thống khổ khạc khạc tiếng. Mà giờ khắc này đạo tông tông chủ nhưng là lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Thượng cổ trấn tà phù lại có thể tái hiện nhân gian. Diệp Thí Thiên sau lưng thiếu nữ rốt cuộc lai lịch ra sao? Chẳng lẽ đến từ chỗ đó? Nơi đó cửa vào lần nữa mở ra. Nếu như đại điện giờ phút này có người, định có thể cảm nhận được đạo tông tông chủ lời nói sợ hãi. Thượng cổ trấn tà phù chỉ có đạo nguyên cảnh trên cường giả mới có thể sử dụng. Cô gái kia như vậy trẻ tuổi, lại có thể liền bước vào cảnh giới này, làm sao có thể? Nếu quả thật là như vậy, cô gái kia nói không chừng có thể trấn áp toàn bộ đạo tông à. Hắn thật sợ. Mà giờ khắc này Thanh Huyền đỉnh bên ngoài. Diệp Thần nhìn một cái tiêu tán Hắc Phụ, đối với Mạc Ngưng Nhi hỏi, người cái này thượng cổ trấn tà thuật có thể hay không dạy ta? Vậy đạo tông tông chủ tựa hồ rất là sợ hãi. Mạc Ngưng Nhi nhưng là lắc đầu một cái, mộ chủ, đây là thượng cổ thuật pháp, đối với tu vi có cực lớn hạn chế, tới bất chuyện nguyên cảnh mới có thể thi triển, người bây giờ chỉ bất quá siêu phàm cảnh, cưỡng ép thi triển, vô cùng có thể tự bạo mà chết. Diệp Thần thở dài một hơi, mới vừa muốn nói chuyện, thân thể bên trong lại truyền tới đùng đùng thanh âm, một cổ đột phá hơi thở cuộn sạch mở ra. Muốn đột phá, Mạc Ngưng Nhi thấy một màn này, ngón tay bóp quyết, chung quanh hết thảy tựa như bị nàng ý niệm bao phủ. Mộ chủ, ta hiện đang nắm trong tay chu vi 10 dặm, ta là ngươi hộ pháp, ngươi yên tâm đột phá. Hơn nữa ta cảm nhận được ngươi lần này đột phá, phải đối mặt lôi kiếp sẽ rất đáng sợ. Được. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng. Hắn đã cảm giác được mình trong cơ thể đột phá ý cường thịnh đến mức tận cùng. Chân khí trong cơ thể, như đàn ngựa phóng chạy, gầm thét không ngừng. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, đan điền tản mát ra năng lượng, càng làm cho Diệp Thần quanh thân nóng bỏng. Gân mạch bên trong, ngay tức thì hóa là thiên quân vạn mã, khí thế bừng bừng. Mỗi một khối máu thịt, mỗi một cái xương cốt, đều tựa như chịu đựng lửa cháy bừng bừng cháy, để cho Diệp Thần sắc mặt lộ vẻ được dữ tợn. Năng lượng bàng bạc đánh vào dưới,
mang tới thống khổ có thể tưởng tượng được. Chính là bây giờ. Nhập thánh cảnh, mở. Nghĩ tới đây bên, theo một tiếng giống giận, Diệp Thần quanh thân khí thế bùng nổ. Cường đại đợt khí lăn lộn, chung quanh gió lớn gào thét. Diệp Thần quần áo, ở gió lớn chính giữa múa, bót bót vang dội. Mà Diệp Thần, giờ phút này hoa là gió bão trung tâm. Năng lượng bàng bạc tràn vào trong đan điền, nhất thời truyền tới sóng lớn vỗ vào bờ tiếng. Toàn bộ đan điền ở cường đại năng lượng đánh vào dưới, tựa hồ thì phải nổ tung. Mạc Ngưng Nhi nhìn một màn này, con người xuất hiện một màn phức tạp tâm trạng. Mộ chủ, nếu tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là chúng ta xoay mình thân, ta liền cho ngươi một đạo lực lượng đi, ta bản thể có thể hay không tự do, liền xem ngươi. Mạc Ngưng Nhi một chỉ điểm ra. Từng tia đỏ thấm hơi thở tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Trợ giúp Diệp Thần không ngừng bảo vệ tâm thần, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Mà giờ khắc này Diệp Thần không trở ngại chút nào vượt qua nhập thánh cảnh. Trên bầu trời lôi kiếp xuất hiện. Mạc Ngưng Nhi cảm thụ lôi kiếp điên cuồng hạ xuống, trong mắt bên trong xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng dưới mắt mộ chủ uy hiếp lớn nhất chính là vậy đạo tông tông chủ. Thực lực chênh lệch quá xa. Nàng không thể nào rời đi mộ chủ quá xa, cho nên rời đi nơi đây đi tiêu diệt đạo tông căn bản không có thể. Huống chi, bọn họ không thể tùy tiện phá hoại Côn Lôn hư bây giờ thăng bằng, như phải ra tay, vậy phải mộ chủ tại chỗ. Trong cơ thể thượng cổ tà thuật đang điên cuồng trôi qua, nếu như lần này lại không làm những gì, thì thật lãng phí. Nàng nhìn một cái lôi kiếp, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một giây kế tiếp, bước chân đạp một cái. Đợt khí lăn lộn, nàng thân thể trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, lại là không ngừng lên cao. Thậm chí dần dần, toàn bộ Côn Lôn hư đều ở đây dưới chân của nàng. Nàng thân thể một chuyển, quần áo đỏ trôi giạt, băng hàn con người bắn về phía một nơi xa xôi chi địa. Chính là đạo tông. Luân hồi mộ chủ đối với chúng ta mà nói quá mức trọng yếu, cố nhiên ta và còn dư lại đại năng so sánh, chênh lệch khá xa. Nhưng là đối với bây giờ Côn Lôn hư, ta có đầy đủ quyền phát biểu. Hôm nay ta liền để cho tất cả mọi người biết, đắc tội luân hồi mộ chủ giá phải trả. Mạc Ngưng Nhi thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống. Nàng treo đồi giữa không trung bên trong, nhắm mắt lại, linh thức phóng thích ngàn dặm. Thậm chí vạn dặm, cơ hồ bao phủ toàn bộ Côn Lôn hư. Thiên tuyệt hàn thể phóng thích mở. Nguyên bản còn nhảy lên nóng bức ý Côn Lôn hư. Lại bắt đầu tuyết rơi. Nhiệt độ lại là dần dần hạ xuống. Toàn bộ Côn Lôn hư người đều cảm giác được không đúng. Rối rít từ phòng tu luyện, tông môn, trong gia tộc đi ra. Một ít bế quan đại năng lại là mở mắt ra, đi ra bên ngoài, cảm thụ chung quanh hết thảy. Kỷ gia, Kỷ Tư Thanh cũng là cảm giác được dị tượng, đứng ở trong sân, nghiêm túc nhìn bầu trời bay tuyết. Đã trở về Kỷ Lâm tò mò ngẩng đầu lên. Tỷ tỷ, Côn Lôn hư lúc này làm sao tuyết rơi? Tại sao ta còn cảm giác được một tia lạnh lẽo? Kỷ Tư Thanh Duệ, tuyết này có vấn đề, giống như là người ngưng làm ra ý cảnh, nếu quả thật là như vậy, vậy xuất thủ có thể là thượng cổ đại năng vậy tồn tại, chẳng lẽ là chỗ đó mở ra? Không đúng, nếu như là nơi đó đại năng, cũng không khả năng chỉ riêng tuyết rơi như thế đơn giản, tuyết này trong tựa như cất giấu một tia vô hình tức giận. Kỷ Lâm nghe Kỷ Tư Thanh giải thích, chau mày, tỷ tỷ, người có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thật giống như người từ sát lục chi địa trở về, cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỷ Tư Thanh thở dài một tiếng, không phải ta nghi thần nghi quỷ, mà là không biết lúc nào, Côn Lôn hư cách cục có chút thay đổi. Nếu quả thật muốn ngược dòng một cái thời gian điểm mà nói, đó chính là Diệp Thí Thiên xuất hiện sau đó. Kỷ Lâm tự nhiên không quan tâm loại vật này, nàng tiện tay mở ra một túi sờ nách khoai, nhét vào trong miệng. Lần này đi Hoa Hạ, mặc dù không có đạt được Diệp Thí Thiên tin tức, nhưng là nàng thu hoạch rất nhiều. Quà vặt tồn chữ không thiếu. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái không buồn không lo Kỷ Lâm, thuận miệng hỏi, Hoa Hạ bên kia thật không người biết Diệp Thí Thiên. Theo lý mà nói, tên này lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Hạ núi Côn Lôn, tổng hội lộ ra một ít chân ngựa. Kỷ Lâm Duệ, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, trong mắt tỏa sáng nói, tỷ tỷ, mặc dù Diệp Thí Thiên tin tức không có,
nhưng là Diệp Thần vậy hạnh ở Hoa Hạ tin tức nhưng mà khắp nơi đều là à, tỷ tỷ, người khoan hãy nói, ta phát hiện ta thật viết Diệp Thần liền ở Hoa Hạ một năm không tới thời điểm, lại làm ra nhiều như vậy hành động vĩ đại chín một tay tạo lập gia tộc cao cấp Diệp gia. Thậm chí bị vô số võ đạo cường giả gọi là Hoa Hạ bất bại chiến thần. Ta tới cùng ngươi nói một chút. Kỷ Lâm buông xuống sờ nách khoai, đem Diệp Thần ở Hoa Hạ sự việc từng cái nói rõ. Cho đến nói xong, Kỷ Tư Thanh vẫn không có chập chờn. Tỷ tỷ, ngươi không phải đối với vậy hạnh cảm thấy hứng thú không? Làm sao một chút phản ứng cũng không có? Kỷ Tư Thanh nhìn bay tuyết, nhàn nhạt nói, coi như Diệp Thần là Hoa Hạ cao cấp cường giả vậy thì như thế nào, Hoa Hạ và Côn Lôn Hư so sánh, như và thiên. Ta coi trọng Diệp Thần, đó là hết thảy đều là thành lập có ở đây không chết hiểu trên căn bản, mà tên này bây giờ nhưng không biết sống chết và Thanh Loan Tông Hoa bà ước định mấy ngày sau đánh một trận, à, theo hắn đi, ta có thể làm cũng làm. Kỷ Lâm miệng lớn lên, nàng nhưng mà biết Thanh Loan Tông phong bà cái gì trình độ. Diệp Thần lại muốn khiêu chiến. Điên rồi phải không? Coi như hắn hiểu trận pháp, tiến bộ thần tốc cũng không nên như vậy à? Nàng mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh treo đồi đỉnh đầu P như thần nữ dáng thế. Tỷ tỷ, mau xem, làm sao có thể? Kỷ Tư Thanh tự nhiên cũng là thấy được trên bầu trời trôi lơ lửng cô gái đầu đỏ. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Nàng lại cảm giác được nhỏ bé. Quả nhiên, cái này bay tuyết và đại năng có liên quan. Không biết đại năng hạ xuống nơi này, là vì cái gì? Mà giờ khắc này giữa không trung Mạc Ngưng Nhi hơi thở nổi lên đến mức tận cùng. Ngón tay bóp quyết, thế giới tựa như rơi vào yên lặng. Nàng lạnh như băng con người bắn về phía đạo tông phương hướng, môi đỏ mọng dương ra, thượng cổ tà thuật chuyển hóa lực lượng cùng với đan điền chân khí toàn bộ hội tụ ra. Côn Lôn Hư mọi thứ con kiến hôi nghe lệnh, hôm nay Thiên Tuyệt Huyền Nữ hạ xuống hậu thế, Thu Diệp Thí Thiên là quan môn đệ tử, Côn Lôn Hư đạo tông không biết sống chết, gan dám đắc tội bổn tôn đệ tử yêu mến, bổn tôn trong lòng tức giận cháy, vốn nên xóa đi đạo tông, nhưng là vừa không muốn phá hoại đệ tử lịch luyện ích này chiêu cáo ngươi cùng con kiến hôi. Như muốn khiêu chiến bổn tôn đệ tử, chỉ có thể lôi đài hỏi chiến. Nếu như đạo tông cũng hoặc là tông môn khác dám âm thầm đối với bổn tôn đệ tử ra tay, ta định đạp bằng toàn bộ Côn Lôn Hư. Không chết không thôi. Lời nói lạnh như băng tựa như tiếng sấm lên đạt cửu huyền thương khung, hạ đạt Côn Lôn Hư đất đai. Mỗi một cái đạo nguyên cảnh dưới người tu luyện cũng có thể nghe gặp. Thật lâu không ngừng. Đây vẫn chưa kết thúc, giữa không trung Mạc Ngưng Nhi năm ngón tay dương ra, một đạo vạn trượng hàn băng kiếm to bỗng nhiên tạo thành. Đi đôi với kinh thiên lôi tiếng, vạn trượng hàn băng kiếm to từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Kịch liệt sao hỏa lượn lờ, tựa như hành tinh đụng trái đất. Đụng, vạn trượng hàn băng kiếm to trực tiếp cắm vào Côn Lôn Hư một nơi rộng lớn trên bình nguyên. Mặt đất lại là hướng bốn phương tám hướng nứt ra, toàn bộ Côn Lôn Hư mặt đất chấn động cảm giác thật lâu không ngừng. Đây cũng là uy hiếp. Mạc Ngưng Nhi rất rõ ràng. Nếu nàng không cách nào tạm thời xóa đi đạo tông, chỉ ít có thể vận dụng thủ đoạn như vậy trấn nhiếp toàn bộ Côn Lôn Hư. Đến lúc đó đạo tông muốn đối với Diệp Thần động thủ, vậy phải suy tính một chút Thiên Tuyệt Huyền Nữ tức giận. Huống chi hôm nay ngay trước Côn Lôn Hư chỉ đích danh đạo tông, chỗ tối sẽ có vô số cường giả bắt đầu chế ước đạo tông. Cái này so với cho Diệp Thần một đạo đồng thời bảo vệ. Dĩ nhiên, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Còn muốn cùng Diệp Thần có đầy đủ thực lực, tự mình xóa đi đạo tông mới là vương đạo. Hết thảy sau này, gió êm sóng lặng. Hư ảnh biến mất, bay tuyết lại nữa. Mạc Ngưng Nhi thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi vào Diệp Thần bên người. Sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt rất nhiều hơn. Đây là nàng có thể là Diệp Thần làm lớn nhất hạn độ. Chí ít có thể để cho Diệp Thần đầy đủ thời gian trưởng thành. Có lẽ cùng Diệp Thần đạt tới thực lực đó, mới có tư cách hiểu được luân hồi mộ địa sau lưng chân tướng đi. Nửa nghiêng sau đó, Côn Lôn Hư vô số cường giả và tất cả đại tông môn tông chủ đồng loạt hội tụ ở vạn trượng băng tạ lập chi địa. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ có một vị Thiên Tuyệt Huyền Nữ cường giả hạ xuống Côn Lôn Hư, như vậy uy hiếp lời nói. Chỉ đích danh đạo tông.
càng làm cho bọn họ không nghĩ tới Diệp Thí Thiên lại bị loại này đại năng thu làm đồ đệ. Có lớn như vậy có thể đứng ở sau lưng, cái này Diệp Thí Thiên còn ai dám động à? Tại chỗ phần lớn người cũng rất rõ ràng đạo tông chỉ sợ là lạnh. Thậm chí sẽ trở thành là con chuột qua đường, người người kêu đánh tồn tại. Vậy Thiên Tuyệt Huyền Nữ hành động này, tựa như hoa hạ vòng giải trí quyền thế người, một câu nói tiếng nói, liền phân xa liền một vị tử tử dâng lên ngôi sao mới. Nhất đại đại tông liền rơi được như vậy ruộng đất. Sau ngày hôm nay, đạo tông sẽ không có bất kỳ đồng minh. Thậm chí sẽ bị vô số cường giả giám thị. Dẫu sao nếu như đạo tông lại âm thầm đối với Diệp Thí Thiên ra tay, vậy trả giá thật lớn là cả Côn Lôn hư à. Mấy phút sau, Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm cũng là đuổi đến chỗ này. Hai người nhìn vậy băng hàn kiếm to xông thẳng tới chân trời, trong lòng rung động tột đỉnh. Mấu chốt cái này băng hàn kiếm to trên còn có khắc ba chữ to. Diệp Thí Thiên. Đây là vị kia đại năng là Diệp Thí Thiên ở Côn Lôn hư dưới tảng cây một vị hộ thân kiếm. Chí ít cái này băng hàn kiếm to tồn tại một ngày, Côn Lôn hư liền không người nào dám âm thầm đối với Diệp Thí Thiên ra tay. Kỷ Tư Thanh ngón tay thon dài cầm chặt. Nàng phát hiện mình và Diệp Thí Thiên khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng vốn còn muốn đem người này thành tựu tu luyện mục tiêu, bây giờ nhìn lại, chênh lệch tựa như cái hào rộng. Nhưng là cái này không có để cho nàng nổi giận, nhưng là để cho nàng trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu. Tỷ tỷ, cái này Diệp Thí Thiên nếu sau lưng có loại này lớn có thể đứng, tại sao còn ẩn núp trong bóng tối? Thậm chí thật giống như còn bị đạo tông gây ra như vậy chật vật, cái này không nên à. Kỷ Tư Thanh Duệ, toàn bộ Côn Lôn hư đều đang suy đoán Diệp Thí Thiên thân phận, nhưng là hắn chính là không ra, chúng ta không thể làm gì. Dưới mắt chỉ có thể đợi, tên này ngược lại là có một cái đặc điểm, mỗi nửa tháng sẽ xuất hiện một lần. Kỷ Lâm đầu một chuyển, lẩm bẩm nói, vậy lần kế xuất hiện không phải hẳn ở Côn Lôn hư tông môn thiên tài thi đấu trên. Kỷ Tư Thanh Diễn cảm động lại, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, tỷ tỷ, nếu như Diệp Thí Thiên Thành là chúng ta người Kỷ gia, có phải hay không Kỷ gia liền vĩnh viễn không cần lo lắng an nguy? Nếu không tỷ tỷ ngươi hy sinh một chút nhan sắc, cái này Diệp Thí Thiên nhưng mà kim quy con rể nha, so Diệp Thần vậy hạnh thật tốt hơn nhiều, ngươi nếu như không muốn, vậy chỉ có thể chờ ta tròn 18 tuổi, còn tốt hơn nhiều năm, vạn nhất bị người nhanh chân giành trước làm thế nào? Kỷ Tư Thanh, mà giờ khắc này đạo tông đại điện, đứng ngoài cửa mấy trăm vị đệ tử, thần sắc khẩn trương, bọn họ gia nhập đạo tông không phải là xem ở đạo tông ở Côn Lôn hư địa vị mạnh mẽ, dù là ở người thân bạn tốt bây giờ cũng là vô cùng vinh hạnh. Nhưng là dưới mắt, đạo tông bị vậy đại năng một câu nói phân xa. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ rời đi tông môn. Thậm chí có chút ở đạo tông mấy trăm năm trưởng lão cũng là do dự. Kéo kẹt, cửa đột nhiên mở ra. Bên ngoài hoàn toàn huyên náo. Tông chủ, Diệp Thí Thiên hắn. Một người học trò lời nói vừa dứt, hắn thân thể chính là hóa là một đạo xương máu. Vô cùng tàn nhẫn. Đám người hoàn toàn yên lặng. Đạo tông tông chủ đi tới mọi người trước người. Thời khắc này hắn tựa như già mấy chục tuổi, cả người đều mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đục ngầu thoáng qua một tia dùng mình. Không muốn sẽ ở ta trước mặt nhắc tới Diệp Thí Thiên. Ta biết các ngươi sợ hãi vậy đại năng uy hiếp. Nhưng là vậy lớn có thể nói rất rõ ràng, chỉ cần không trong bóng tối ra tay là được. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể quang minh tránh đại lôi đài chém chết Diệp Thí Thiên? Mấy ngày sau chính là Côn Lôn hư tông môn thiên tài chi so, đây là Côn Lôn hư một đại thịnh đời, mặc dù vậy Diệp Thí Thiên không quá có thể sẽ tham gia. Nhưng là chúng ta đạo tông đã ở hôm nay hoàn toàn mất mặt, có chút mất đi, vẫn là phải cầm hồi. Ta chỉ có một yêu cầu, cái này thường đời, ta đạo tông phải vi tôn C không tới thứ nhất, chính là chết. Cuối cùng, ta nói cho các người đang ngồi tất cả mọi người, Thiên Tuyệt Huyền Nữ không cần sợ quy ngày ta đạo tông cố nhiên không địch lại, nhưng là ta đạo tông vậy hạng kế hoạch một khi thành công, liền có chống lại vậy Thiên Tuyệt Huyền Nữ tư cách. Thanh Huyền Đỉnh. Lôi kiếp tiêu tán, Diệp Thần mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Lần này, hắn bước vào đến nhập thánh cảnh tầng thứ ba. Coi như hài lòng, chỉ ít mình nhập thánh cảnh, không mượn lá bài tẩy,
có thể đối kháng một ít Côn Lôn hư thánh vương cảnh cường giả. Dĩ nhiên, nếu như mượn lá bài tẩy và một ít thủ đoạn, phản hư cảnh thậm chí còn hư vương cảnh sơ kỳ một ít cường giả vậy có cơ hội chém chết. Hắn đứng lên, ánh mắt rơi ở bên người Mạc Ngưng Nhi trên mình, cố nhiên mới vừa rồi đang đột phá, Mạc Ngưng Nhi làm một ít chuyện tình hắn vẫn là biết. Hắn rất rõ ràng, thủ đoạn như vậy, tất nhiên hao phí Mạc Ngưng Nhi giá cực lớn, phần ân tình này bất kể như thế nào, hắn ghi nhớ. Cảm ơn, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Mạc Ngưng Nhi khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, mộ chủ, trước khi xúc phạm, liền đương kim ngày trả lại đi. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đúng rồi, nếu vấn đề trước mắt đã giải quyết, người muốn ta đáp ứng cái đó điều kiện rốt cuộc là cái gì? Mạc Ngưng Nhi môi đỏ mỏng khẽ cắn, do dự mười mấy giây, vẫn là nói, mộ chủ, ta năm đó từ Côn Lôn hư Mạc gia trong đi ra, chém cắt hết thảy tình duyên, một lòng theo đuổi cao nhất đại đạo. Bởi vì thiên tuyệt hàn thể, ta trời xanh tính lạnh như băng, làm rất nhiều hơn thẹn với Mạc gia chuyện, vậy trên trận cổ sau đại chiến, ta trong lòng lớn nhất chấp niệm và tiếc nuối chính là Mạc gia. Ta hy vọng mộ chủ năng một ngày kia, đi một chuyến Côn Lôn hư Mạc gia, lại là chiếu cố mấy phần. Diệp Thần gật đầu một cái, mặc dù hắn chưa bao giờ nghe nói Côn Lôn hư có cái gì Mạc gia, mà cái họ này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là nếu Mạc Ngưng Nhi đưa ra, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Cảm ơn mộ chủ, ta tiến vào trước luân hồi mộ địa, dẫu sao ta bây giờ chẳng qua là một đạo chấp niệm, không cách nào ở bên ngoài ngây ngô quá lâu. Mạc Ngưng Nhi khom người, sau đó chính là hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần cũng không muốn ở chỗ này qua dừng lại lâu, hướng Thanh Huyền đỉnh trong trận pháp đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, luân hồi mộ địa truyền tới một hồi dị động. Cái này dị động không phải tới từ Mạc Ngưng Nhi, mà là tới từ Đoạn Lôi Nhân vậy đạo mộ bia. Đoạn Lôi Nhân nuốt vào thái cổ hư thật đan hóa là thật thế chấp, bảo là muốn đi tiếp xúc một chút luân hồi mộ địa sau lưng một ít thứ. Nhưng là lâu như vậy đi qua, nhưng là vẫn không có tin tức. Diệp Thần tự nhiên không lo lắng, dẫu sao Đoạn Lôi Nhân thành tựu thượng cổ đại năng, thực lực đủ để giải quyết Côn Lôn hư hết thảy. Nhưng mà giờ phút này, hắn phát hiện sự việc xa không có đơn giản như vậy. Bởi vì Đoạn Lôi Nhân mộ bia lại có thể xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như bị thương nặng. Diệp Thần vội vàng tiến vào luân hồi mộ địa, Mạc Ngưng Nhi và Lâm Thanh Huyền đều ở đây. Hai người chau mày, thần sắc khó khăn xem. Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Huyền gặp Diệp Thần tiến vào, thở dài một tiếng nói, mộ bia vỡ vụn, Đoạn Lôi Nhân chỉ sợ là chạm đến quá sâu, gặp phải bất trắc. Nếu như bị cái thế lực đó phát hiện hắn tồn tại, bọn họ thậm chí có thể điều tra được nơi này. Đồ Nhi, sự việc xa so với người tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Sự việc khó giải quyết. Sư phụ, rốt cuộc thế lực kia. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên như vậy rõ ràng tiếp xúc luân hồi mộ địa sau lưng đồ. Ở chỗ này trước, những thứ này đại năng luôn là giấu giếm, giống như có ít thứ không cách nào đụng chạm vậy. Hắn nếu là luân hồi mộ địa mộ chủ, tự nhiên phải đối mặt hết thảy. Huống chi Đoạn Lôi Nhân trợ giúp hắn rất nhiều hơn, cố nhiên là một đạo thần niệm, cũng là luân hồi mộ địa một số, hắn nếu có thể giúp nhất định sẽ giúp. Mấu chốt nhất là, Đoạn Lôi Nhân và hắn đã sớm quấn cố định. Một khi bất trắc, vậy hắn tất nhiên vậy nguy hiểm. Lâm Thanh Huyền nhìn một cái Diệp Thần, muốn nói lại thôi. Đồ Nhi, có một số việc, cùng thời cơ đã đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi, bây giờ nói liền chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm, thậm chí có thể để cho ngươi quỹ tích hoàn toàn biến hóa. Ngươi bây giờ phải làm chính là thật tốt lịch luyện, mạnh mẽ mình, còn lại cũng không cần suy nghĩ. Một bên Mạc Ngưng Nhi bản muốn giải thích cái gì, Lâm Thanh Huyền một cái ánh mắt, nàng liền đem nói nuốt vào. Diệp Thần nhất thời cảm giác nhức đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, nghiêm túc nói, sư phó kia, chẳng lẽ Đoạn Lôi Nhân tiền bối liền bỏ mặc? Lâm Thanh Huyền lắc đầu một cái quản, dĩ nhiên muốn xen vào. Hắn một khi xảy ra chuyện, người sau lưng vô cùng có thể thông qua một ít thủ đoạn nhận ra được sự tồn tại của ngươi, ta vốn là lấy là, ở ngươi bước vào đạo nguyên cảnh trước không thể nào cùng những người đó dính dấp, bây giờ nhìn lại, ta muốn được quá đơn giản. Lâm Thanh Huyền khẽ thở dài một cái, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt khá là nghiêm túc.
Đoạn Lôi Nhân xảy ra chuyện chỉ biết trở thành một cái đạo đường dây nóng mà thôi. Cũng may, bây giờ Đoạn Lôi Nhân hẳn chẳng qua là trọng thương, nếu không đúng khối mộ bia cũng biết vỡ vụn, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, lần này, ta tự mình đi. Đồ Nhi, vốn đang dự định tiếp tục truyền cho ngươi thần y chi đạo, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không được, ta phải đem còn dư lại năng lượng toàn bộ sử dụng. Bằng vào thực chất khu có lẽ có thể trợ giúp Đoạn Lôi Nhân mấy phần. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là chắc chắn Đoạn Lôi Nhân tung tích. Lâm Thanh Huyền không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng ở luân hồi mộ địa bên trong, già nua ngón tay không ngừng bắt pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đan điền tựa như lóe lên tia sáng chói mắt, thần y khí, bao trùm toàn bộ luân hồi mộ địa. Gần trăm tọa mộ bia điên cuồng run rẩy. Ước chừng mấy giây. Đột nhiên, Lâm Thanh Huyền trong mắt phút chốc mở ra, chỉ một cái ở trước mặt hư không điểm ra, một bức họa mặt hoàn toàn xanh thành. Trong hình là một phiến đất hoang vu, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, tựa như trải qua chiến hỏa tẩy rửa. Trên mặt đất đều là máu tươi, có chút nhìn thấy mà giật mình. Màu máu dưới, một nơi tượng đá bên cạnh, nằm một cái già nua thân thể, vậy thân thể quanh thân tràn ra từng đạo yếu ớt lôi hồ. Cực kỳ yếu ớt, chính là Đoạn Lôi Nhân. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn phát hiện tường đổ tàn viên trên, có một khối bị kiếm chém tới màu đen bia đá. Trên tấm bia đá, mơ hồ viết mấy chữ. Chấn Lôi Tông, ta muốn đạp phá chín luân hồi, thề cùng ông trời so cao thấp. Sống chết do mạng ta do ta, chư thiên vạn giới tùy ta bơi. Nắm trong tay sấm sét, biến ảo thần thú, thiên trọng cướp, bách thế khó khăn. Mãi mãi vội vã, trong nháy mắt. Sấm khu, bất diệt hồn, chấn cổ thước kim, duy ta chấn lôi tông Đoạn Lôi Nhân. Đây là Đoạn Lôi Nhân đã từng là tông môn di chỉ. Lâm Thanh Huyền nhìn lướt qua hình ảnh, than thở một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, hình ảnh biến mất. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, nếu như ta không đoán sai, hắn điều tra sự kiện kia hoàn toàn bại lộ, vốn định liếc mắt nhìn ngày xưa tông môn chi địa. Lại không nghĩ rằng, bị cái thế lực đó cường giả mai phục. Bây giờ đối với chúng ta mà nói duy nhất có lợi liền là thế lực nào phái ra cường giả tu vi không cao, Đoạn Lôi Nhân dưới mắt giải quyết tất cả mọi người, nhưng là một khi bị cái thế lực đó phát hiện, tất nhiên sẽ phái ra cường giả hạ xuống nơi này, đến lúc đó Đoạn Lôi Nhân thì thật nguy hiểm. Đoạn Lôi Nhân chết, ta có thể không quan tâm, nhưng là Đoạn Lôi Nhân sau lưng dính dấp quá nhiều thứ. Ta phải đuổi ở những cường giả kia xuất hiện trước cứu hắn. Nếu như Đoạn Lôi Nhân bị đám người kia mang đi hoặc là dùng thuật pháp khống chế, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho Đoạn Lôi Nhân biến mất ở trên thế giới này. Đồ Nhi, ta phải lập tức rời đi, chuyến này ít nhất phải 3 ngày. Lâm Thanh Huyền thanh âm tràn đầy dồn dập. Rất hiển nhiên, chuyện này quá nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, Mạc Ngưng Nhi nhưng là mở miệng nói, Lâm tiền bối. Ta cảm thấy chuyện này không ổn, người đi cố nhiên có thể trình độ lớn nhất giải quyết vấn đề, nhưng là đừng quên, Diệp Thần là luân hồi mộ địa mộ chủ, hắn lớn nhất trách nhiệm liền là thủ hộ luân hồi mộ địa. Nếu như Diệp Thần không cách nào bảo vệ luân hồi mộ địa, vậy chỉ có thể thuyết minh hắn không xứng làm mộ chủ. Lâm Thanh Huyền ngẩn ra, trong mắt xuất hiện một chút do dự. Mạc Ngưng Nhi nói không sai, hắn vốn muốn cho Diệp Thần tới xử lý chuyện này. Nhưng là ẩn núp trong bóng tối thật là thế lực nào, Diệp Thần căn bản không cách nào ngăn trở, thậm chí có thể bại lộ thân phận. Diệp Thần tựa hồ nhìn thấu Lâm Thanh Huyền trong mắt do dự, vội vàng nói, sư phụ, bất kể như thế nào, có ít thứ ta vẫn là phải đối mặt, người nói qua ta là các ngươi người xoay mình, nếu các ngươi hy vọng đều ở đây trên người ta, nếu như ta vào lúc này lùi bước, liền ta cũng xem thường chính ta. Càng không cần phải nói là các ngươi xoay người. Ta lần này sẽ không ngu đến đem bộ mặt thật hiển lộ, Diệp Thí Thiên thân phận đủ rồi. Nếu như có nguy hiểm, ta không cách nào chống cự, đến lúc đó sư phụ sẽ ra tay là đủ rồi. Diệp Thần trong mắt hiển lộ ra cực mạnh quyết tâm. Mấy giây sau đó, Lâm Thanh Huyền vẫn là thỏa hiệp, được, nhưng là Đồ Nhi, toàn bộ hành trình ngươi phải đều nghe sư phó chỉ huy, không thể khăng khăng làm theo ý mình. Sư phụ. Diệp Thần và phụ mẫu. Cùng với Thanh Huyền đỉnh lão tổ các người nói tạm biệt. Mặc dù phụ mẫu có chút oán trách, nhưng là bọn họ cũng có thể nhìn ra chuyện này đối với Diệp Thần tầm quan trọng. Ai cũng không hỏi nhiều cái gì,
chẳng qua là để cho Diệp Thần chú ý an toàn. Sau đó Diệp Thần đi tới đoạn Hoài An chỗ tu luyện, bởi vì cửa đóng chặt, hắn nhiều lần muốn gõ cửa, cuối cùng gặp sư phụ không có xuất quan dấu hiệu, liền chuẩn bị rời đi. Khởi Liệu vừa rời đi mấy bước, cửa liền trực tiếp mở ra, đoạn Hoài An từ bên trong đi ra. Đồ nhi, ngươi nếu đã tới, trực tiếp đi vào là được. Đoạn Hoài An cười nói. Đan điền tu bổ để cho hắn tựa như thu được sống lại, tâm tình đừng để ra có hơn vui thích. Diệp Thần xoay người, hắn rõ ràng phát hiện sư phụ khí tức trên người vững chắc và cường đại rất nhiều hơn. Và ở sát lục chi địa bên ngoài hang núi so sánh, chênh lệch cực lớn. Chẳng lẽ sư phụ lại đột phá? Đồ nhi, người tới thật đúng lúc, năm đó đan điền ta bị phế, không cách nào bước vào võ đạo, bây giờ nếu khôi phục, ta cũng nên dạy ngươi một ít thứ. Diệp Thần nghe được câu này, nhưng là chắp tay nói, sư phụ, ta tới nơi này là hướng ngài cáo từ, ta tạm thời có kiện việc gấp cần phải lập tức xử lý, có thể phải rời đi mấy ngày. Đoạn Hoài An con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói, mấy ngày nữa chính là Côn Lôn Hư Tông môn thiên tài thi đấu, hơn nữa ngươi và Thanh Loan Tông Hoa bà đã ước định xong, lúc này nhất định phải rời đi. Diệp Thần kiên định gật đầu một cái, sư phụ, chuyện này đối với ta lại nói rất trọng yếu. Xử lý xong hết, ta sẽ gặp thời gian đầu tiên chạy tới tông môn thiên tài thi đấu. Cực điểm. Có cần hay không ta cùng ngươi cùng nhau đi trước? Đoạn Hoài An hỏi. Diệp Thần cự tuyệt nói, sư phó ý tốt, đồ nhi tâm lĩnh, nhưng là ta có bạn một đạo đi, hẳn không có nguy hiểm. Đoạn Hoài An mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể để cho Diệp Thần một đường chú ý an toàn. Cáo biệt Đoạn Hoài An, Diệp Thần rời đi Thanh Huyền Đỉnh. Vốn dự định đi dưới núi mua một đầu thú cưỡi, lại không nghĩ rằng, một cái bóng đen trực tiếp nhào tới. Chính là sát lục chi địa đầu kia hổ đen vua. Diệp Thần trong mắt vui mừng, vuốt ve hổ đen vua lông, hỏi tiểu hắc. Ôn gia tỉ muội có thể an toàn đưa đến. Hổ đen vua gật đầu một cái, lại là cúi đầu không ngừng cả Diệp Thần thân thể. Được, đã như vậy, người có bằng lòng hay không và ta đi một cái đất nguy hiểm. Hổ gầm vang khắp, hổ đen vua quanh thân tản ra hồng quang, ý định giết người bút lộ ra. Thân thể lại là bò lổm ngổm xuống, Diệp Thần một bước bước đến lưng hổ trên. Hổ đen vua chân sau bùng nổ, đột nhiên xông ra ngoài, hướng một phương hướng nhanh chóng lao đi. Bên tai không ngừng truyền tới gào thét gió lớn, Diệp Thần phát hiện khoảng cách lần đầu tiên thấy hổ đen vua, tên này tốc độ nhanh không thiếu. Chẳng lẽ là những đan dược kia duyên cớ? Bất quá đây chính là chuyện tốt ha. Buổi tối 7 giờ. Khoảng cách trấn Lôi Tông Di chỉ còn có 1000 mét. Hổ đen vô chậm rãi ngừng lại. Nó lại là phát ra trầm thấp gầm thét, tựa như đang kiêng kỵ cái gì. Diệp Thần con người đông lại một cái, trực tiếp từ hổ đen vô trên lưng nhảy xuống. Bên tai lại là truyền tới Lâm Thanh Huyền thanh âm, đồ nhi, phía trước có trận pháp, nhưng là trước mắt không có ai dấu vết, cố nhiên như vậy. Vẫn là phải cẩn thận là hơn. Diệp Thần hướng phía trước đi, đi ước chừng 10 bước, bước chân mới dừng lại. Hắn mang theo Diệp Thí Thiên mặt nạ, đưa tay ra, ngay tức thì liền chạm tới một tầng trận pháp bình phong che chở. Lại là cuồng là ngàn độc trận, một khi cưỡng ép xông vào, ngàn độc phệ thể, không chết vậy phế. Không do dự nữa, Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi bắn vào trận pháp trên. Một đạo tiếp theo một đạo kim sắc sóng gợn dạo rực chạy đi. Trong cơ thể bổn mạng linh phù sử dụng, vô tận sấm sét phụ ở trận pháp trên, tí tách tiếng, không dứt lọt vào tai. Hắn bổn mạng linh phù cực kỳ đặc thù, có thể chiếm đoạt rất nhiều thứ, vậy tự nhiên có thể hấp thu cái này cuồng là ngàn độc trận ngàn độc. Rất nhanh, trận pháp trên màu vàng sóng gợn biến mất. Diệp Thần lấy ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, một kiếm đánh xuống. Ngay tức thì xuất hiện một vết thương. Diệp Thần mới vừa bước vào chỗ rách bên trong, thì có một cổ nồng đậm mùi máu tanh tấn công tới, trên đất lại có thi thể, ước chừng ngàn cái. Hắn không biết Đoạn Lôi Nhân ở chỗ này trải qua cái gì, nhưng là đủ để chứng minh nơi này trải qua một trận đại chiến. Trong cơ thể huyết long cảm giác được năng lượng có thể hấp thu, ngay tức thì lao ra Diệp Thần thân thể, xông lên trận pháp chóp đỉnh, bàn long chi tư, hấp thu vô tận huyết khí. Diệp Thần cũng không để ý huyết long, linh thức phóng thích mở, một giây kế tiếp, hắn phát hiện cái gì,
đột nhiên hướng một phương hướng cấp tốc lao đi. Đoạn Lôi Nhân ngay tại phía nam 100 mét địa phương. Cơ hồ không có sức sống, mà luân hồi mộ địa mộ bia đã dần dần rơi vào ảm đạm. Sư phụ! Diệp Thần đi tới Đoạn Lôi Nhân trước người, một cái đỡ lên, thời khắc này Đoạn Lôi Nhân trên mình tất cả đều là vết thương. Một đạo thần niệm tạm thời ngưng tụ thật thể, vậy mà sẽ bị thương thành như vậy, cái này làm cho Diệp Thần tức giận đến trình độ cao nhất. Ngực lỗ máu, trên thân hình ước chừng hơn ngàn đạo kiếm vết, để cho người không dám nhìn thẳng. Cố nhiên hắn nắm giữ thần y chi đạo, cũng không biết như thế nào ra tay. Hay là để ta đi. Một đạo hư ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần bên người, chính là Lâm Thanh Huyền. Hắn bản không nên rời khỏi luân hồi mộ địa, nhưng là dưới mắt không lo được nhiều như vậy. Lâm Thanh Huyền nhắm mắt lại, năm ngón tay nắm chặt, trong tay ngay tức thì xuất hiện 10 cây khí kim. Đồ nhi, vừa vặn, ta bây giờ dạy ngươi một đạo đã chết hóa sinh thuật pháp, nhìn cho thật kỹ, ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Lâm Thanh Huyền trong tay khí kim bộc phát ra tia sáng chói mắt, đồng loạt bắn ra. Lấy đạo trời, chiếm đoạt vạn vật, lấy thần chi đạo, cứu sinh linh. Tìm linh 10 hồn kim, rơi. 10 cây khí kim bắn vào chỗ bất đồng, ở Đoạn Lôi Nhân trên mình xây cất một đạo tìm linh đại trận. Ngay tức thì, linh khí trong thiên địa toàn bộ tràn vào đến Đoạn Lôi Nhân vết thương chồng chất thân thể. Sắc mặt hắn do tái nhợt dần dần đổi thành là đỏ tươi. Đồ nhi, người hẳn còn có 2 cây thái cổ hư thật đan đi, bây giờ cho ta một viên. Lâm Thanh Huyền mở miệng nói. Được. Diệp Thần đem đan dược vậy ra, trực tiếp này nhập Đoạn Lôi Nhân trong miệng. Nguyên bản hư vô thân thể, sấm sét ý càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, Đoạn Lôi Nhân mở mắt ra, lau một cái lôi quang ở trong mắt nổ tung mở ra, vô cùng dữ tợn. Khi thấy Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt, hắn hiển nhiên kinh ngạc mấy phần, đồ nhi, ngươi làm sao tới. Sau đó, hắn lại chú ý tới Lâm Thanh Huyền, các ngươi. Các ngươi tại sao phải tới à? Đoạn Lôi Nhân sắc mặt đại biến lên. Nơi đây bản thân chính là một cái bẫy à. Ta cố nhiên giết tất cả mọi người, nhưng là nếu như ta không đoán sai, đám người kia đã phát hiện vậy trên trận cổ đại chiến cường giả có thần niệm lưu lại. Đến lúc đó chuyện này tất nhiên sẽ phức tạp hơn. Ta vốn dự định đem ta cái này thần niệm hoàn toàn phá hủy, tiêu tán thế gian. Các ngươi bây giờ tới đây là vì sao? Lâm Thanh Huyền linh thức phóng thích mở, lại hỏi Đoạn Lôi Nhân, nhưng mà thượng cổ đám người kia. Đoạn Lôi Nhân lắc đầu một cái, nếu quả thật là đám người kia, ta có thể không có cùng các ngươi quyền nói chuyện, bất quá đám này xúc sinh cũng cùng thượng cổ những tên kia thoát không khỏi liên quan. Bọn họ cầm trên tay phù văn và pháp khí, đều là tới từ thượng cổ. Nếu không cũng không khả năng cầm ta gây ra như vậy chật vật. Chuyện này trước không nói, chúng ta lập tức rời đi. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong, mà Đoạn Lôi Nhân nhưng bởi vì thương thế quá nặng, hiển nhiên thời gian ngắn không cách nào tiến vào. Diệp Thần thổi một cái huýt sáo, tiểu hắc ngay tức thì đi tới Diệp Thần chừng. Hắn đem Đoạn Lôi Nhân để lên lưng hổ, Diệp Thần vừa định nhảy lên, cùng chung rời đi. Mà giờ khắc này, mây đen đè thành, mặt đất run rẩy. Một cổ khí băng hàn tụ đến, nguyên bản tê liệt cuồng là ngàn độc trận, cũng là hoàn toàn khôi phục. Đoạn Lôi Nhân thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không tốt. Diệp Thần, người bây giờ lập tức rời đi, đem ta bỏ lại. Ta hẳn miễn cưỡng có thể đem cái này thần niệm nổ tung, không cầu và đám người này lấy mạng đổi mạng, ít nhất có thể đủ tổn thương cửa. Nếu như bây giờ không đi liền không còn kịp rồi. Diệp Thần, lần này ngươi phải nghe ta. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền than thở chi tiếng vang lên, không cần đi, đã muộn. Bất quá cũng tốt, vừa vặn làm rõ ràng những người này thân phận, bọn họ hẳn biết một ít chuyện tình. Đồ nhi, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần nghe Lâm Thanh Huyền thanh âm, còn người đưa mắt nhìn phía trước, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm tản ra sát ý lạnh như băng. Chỉ cầu đánh một trận. Đoạn Lôi Nhân nhìn hai người một sướng một họa, không có nói tiếp. Trong cơ thể hắn năng lực còn dư lại không có mấy, nếu như không phải là Lâm Thanh Huyền dùng thuật pháp cho hắn treo nói, có thể đã sớm tiêu tán ở thế gian. Mấy ngày nay, chống đỡ hắn còn sống sót, không phải là chấp niệm trong lòng. Mấy giây sau đó,
mây đen đầy vải, bao phủ toàn bộ trấn Lôi Tông di tích. Cuồng là ngàn độc trận tựa như bị một kiếm bổ ra, trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Tiếng bước chân chấn động, tựa như đại quân áp sát biên giới. Rất nhanh, Diệp Thần chính là phát hiện mấy chục đạo thân ảnh tiến vào ở hắn tầm mắt bên trong. Cầm đầu là một cái thanh niên tóc dài, thanh niên cả người trường bào màu trắng, cả người lộ ra đạo vận. Giữa eo hắn không có bất kỳ tô điểm, sau lưng nhưng là đeo một cây trường kiếm. Trường kiếm bị phá túi vải trước, lộ ra một tia thần bí ý. Đang là mấu chốt là, thanh niên tóc dài dưới người lại đạp một đầu ước chừng mười mấy mét đỏ thẫm chăn lớn. Chăn lớn khạc lưỡi rắn, ánh mắt lạnh như băng đến mức tận cùng. Chăn lớn sau lưng mấy chục người, lại là toàn bộ võ trang, mang nón sắt, ý định giết người bùng nổ. Đám người này trên người có một cái vô cùng rõ ràng hình vẽ. Đó là một thanh kiếm hình dáng, trên thân kiếm có khắc cổ xưa minh văn. Chung quanh chính là đỏ thẫm ngọn lửa. Tất cả mọi người bước chân dừng lại, vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thần và Đoán Lôi Nhân trên mình. Thanh niên tóc dài trên cao nhìn xuống con người xuất hiện một màn kinh ngạc. Vốn là muốn đến nhặt xác, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thằng nhóc, ngươi và cái tên kia là quan hệ như thế nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, ngươi là ai, trả lời ta. Thanh niên tóc dài giọng lãnh đạm, lại có không thể nghi ngờ ý nghĩa. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thần tu vi. Nhập thánh cảnh. Mặc dù không biết cảnh giới này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là không trọng yếu, hắn có thể đem hết thảy rõ ràng. Một cái nhập thánh cảnh phế vật và một cái cơ hồ không có sức chiến đấu thần niệm, cơ hồ nghiền ép. Bất quá, hắn hiển nhiên không biết Diệp Thí Thiên dáng vẻ, nếu không thấy cái này cái, tất nhiên nhận ra. Diệp Thần từ hổ đen vua trên mình xuống, nhàn nhạt nói, tiểu hắc, giúp ta chăm sóc kỹ hắn. Hạ hắc gật đầu một cái. Lui về sau một chút khoảng cách. Trong mắt cố nhiên kiêng kỵ, nhưng là nếu như Diệp Thần muốn nó động thủ, nó tất nhiên nghĩa vô phản cố. Diệp Thần nhìn về phía chăn lớn đỉnh đầu thanh niên tóc dài, lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu, ta càng tò mò hơn các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ thương thế trên người của hắn chính là các ngươi nơi là? Thanh niên tóc dài hiển nhiên không nghĩ tới một cái nhập thánh cảnh phế vật lại vẫn dám cùng hắn dùng loại thái độ này nói chuyện, cánh tay nhẹ nhàng ép xuống, chăn lớn đầu lâu ngay tức thì phía dưới, lại là nghiêng về trước. Khoảng cách Diệp Thần chỉ bất quá mấy mét. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể huyết dịch động lại, bên tai truyền tới một đạo không có nhiệt độ thanh âm, ngươi là ở Côn Lôn hư cái đầu tiên dám như thế đối với ta đới suốt người nói chuyện, đừng nói nhập thánh cảnh. Chính là coi là ngươi là hư vương cảnh cường giả, duy nhất có thể làm chính là ở ta thú cưỡi trước thần phục. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ta muốn biết, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ được vạn kiếm xuyên tim khổ. Diệp Thần không nói gì, bên tai không ngừng truyền tới Lâm Thanh Huyền thanh âm. Từ Lâm Thanh Huyền trong giọng nói, hắn đại khái hiểu được một ít hữu dụng tin tức. Những người này cảnh giới không tính là quá cao. Mà cái đó gọi đới suất thanh niên chỉ bất quá phản hư cảnh đỉnh cấp, khoảng cách hư vương cảnh chỉ bất quá một bước xa. Hắn người phía sau lớn hơn đều là phản hư cảnh. Duy nhất kiêng kỵ chính là đới suất sau lưng thanh kiếm kia, kiếm này trên có một đạo cực mạnh thượng cổ thuật pháp. Mấu chốt cái này thuật pháp lớn nhất giá trị chính là hạn chế chu vi 10 dặm thần niệm lực lượng. Nói cách khác Lâm Thanh Huyền và Mạc Ngưng Nhi lực lượng không cách nào thi triển. Đây cũng là Đoạn Lôi Nhân bị thương nặng như vậy nguyên nhân. Không cách nào thi triển thần niệm lực, bọn họ những thứ này đại năng và phế nhân không việc gì khác biệt. Đồ Nhi, đám người này mục tiêu chỉ bất quá mang đi trọng thương Đoạn Lôi Nhân, cho nên không có dùng cường giả chân chính, đây đối với ngươi mà nói là tin tức tốt. Nhưng là tin tức xấu chính là, trận chiến này, chúng ta không cách nào giúp ngươi, nếu như ngươi không cách nào chống cự, có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn một cái trên bầu trời, trong tầng mây ẩn núp huyết long. Nơi này máu tươi ý để cho huyết long hơi thở ngưng tụ đến mức tận cùng, nhưng là rất hiển nhiên, đám người này cũng không có phát hiện. Huyết long ý có thể bùng nổ một ít lực lượng. Lâm Thanh Huyền ngân châm cũng đã có thể sử dụng. Mở một đường máu không khó. Mấu chốt,
đám người này là gần gũi nhất những thứ này thượng cổ đại năng một mực giấu giếm mình bí mật tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, hắn không thể luôn là dựa vào luân hồi mộ địa đại năng. Nếu thanh kiếm kia có thể trói buộc thần niệm, vậy tuyệt đối không đơn thuần một cái. Thực lực bản thân mới là mấu chốt. Mà bây giờ chính là tốt nhất chứng minh. Diệp Thần không do dự nữa, bước ra một bước, ta thật là tò mò, là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin, sau lưng ngươi kiếm. Vẫn là nói, ngươi dưới người chăn lớn. Đới suất ngẩn ra, hắn căn bản không nghĩ tới một cái nhập thánh cảnh phế vật lại vẫn dám vùng vẫy. Hắn chuyến này mục đích chỉ có một, mang đi đoạn Hoài An thần niệm. Nhưng là dưới mắt, cái này người thanh niên trên mình nghi vấn trùng trùng, phải điều tra. Hắn con mắt nhìn một mắt bên người mấy vị trở lại hư cảnh cường giả, nhàn nhạt nói, bắt lại cái phế vật này, phải sống, phỏng đoán vị kia đại năng sẽ rất vui vẻ. Thiếu chủ. Dứt lời, ba đạo sát cơ lạnh như băng hướng Diệp Thần lao đi. Ngay tức thì hóa là tàn ảnh. Làm sắp đến gần Diệp Thần nháy mắt, ba thanh trường kiếm sử dụng, hướng Diệp Thần đan điền và cánh tay đi. Nếu không thể chết được, vậy cũng chỉ có thể phế. Diệp Thần không có sợ hãi chút nào, bước vào nhập thánh cảnh sau đó, trở lại hư cảnh cường giả đối với hắn mà nói không như vậy khó giải quyết, muốn giết tự nhiên có thể. Hắn hai chân cong, ở ba đạo kiếm ý phá không mà đến nháy mắt, đột nhiên nhảy lên. Ước chừng 6-7 gạo cao, sau đó, Trảm Long vấn thiên kiếm, ầm ầm đánh xuống. Bổn mạng linh phù sấm sét ý ầm ầm bùng nổ, một kiếm này kéo theo vạn trượng sấm sét. Cường đại kinh khí cuộn sạch, vậy ba người thấy Diệp Thần từ trên trời hạ xuống, mang theo sấm ý, uyển như lôi thần. Ba người con ngươi đồng loạt co rúm một cái này so bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mấu chốt cái này căn bản không là nhập thánh cảnh lực lượng à. Ba người không do dự nữa, bước chân như trận, một đạo trận pháp hội tụ mà thành, bề ngoài lại là hình thành một đạo bình phong che chở. Nhưng mà Trảm Long vấn thiên kiếm lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy. Bình phong che chở ầm ầm vỡ vụn, kiếm khí tràn ra. Ba người đồng loạt đánh bay ra ngoài. Căn bản không địch à. Bọn họ vừa định ổn định thân hình, nhưng lại phát hiện, một đạo tàn ảnh ở bọn họ quanh thân rời rạc. Cuồng bạo sấm sét tựa như dây thừng hoàn toàn vây khốn bọn họ, không cách nào nhúc nhích. Một giây kế tiếp, ba lau vết máu tế trời. Ở bọn họ kinh hãi trong con ngươi, vết máu không ngừng mở rộng, ngay tức thì hóa là một tia xương máu. Vô tận xương máu bên trong, Diệp Thần ngẩng đầu lên, Trảm Long vấn thiên kiếm nhắm thẳng vào thanh niên tóc dài, bây giờ, ngươi tự tin còn có mấy phần. Ngươi liền hư vương cảnh cũng không có bước vào, ngại quá, ở ta trong mắt, chính là rác rưởi. Lời nói lạnh như băng vang khắp. Nửa bước hư vương cảnh tồn tại lại có thể ở một cái nhập thánh cảnh tiểu tử trong mắt. Vẫn là rác rưởi. Cái này mẹ hắn nói ra vậy không ai tin à. Nhưng là Diệp Thần bùng nổ nhất kích xác xác thật thật rung động tất cả mọi người. Đới suất chân mày nhíu, ngạo nghễ vẻ mặt xuất hiện một màn kinh ngạc. Cực điểm. Ba cái phản hư cảnh chỉ như vậy bị trước mắt cái này người thanh niên ung dung chém giết. Cố nhiên có một tia khinh địch ở bên trong, nhưng là Diệp Thần mới vừa rồi bùng nổ nhất kích, còn thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Mấu chốt, hắn phát hiện cái thằng nhóc này tựa như là chiến đấu mà sống, trên mình phun trào ra cực kỳ nồng đậm máu tanh chi vị. Chẳng lẽ là Côn Lôn hư sát thủ? Hắn không nghĩ nhiều nữa, đối với sau lưng mấy chục nhân đạo, 10 giây, bắt lại những phế vật này. Thiếu chủ. Nhưng là vậy mấy chục người còn chưa động, Diệp Thần nhưng là đã đem chân khí ngưng tụ vào hai chân bên trong, thân thể nhảy lên đi, cuồng bạo sắc bén hướng đới xuất đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này là đám người này nồng cốt, một khi chém chết, dẫu sao quần long không đầu. Đới suất trong mắt rừng rưng, gặp cái đó nhập thánh cảnh tiểu tử như vậy không biết sống chết, phân phó nói, trời chăn lớn, ta không thích loại phế vật này dựa vào ta quá gần. Chăn lớn ngay tức thì bày mưu đặt kế, thân thể một chuyển, đuôi rắn kia đột nhiên hướng Diệp Thần quét tới. Diệp Thần cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển. Kiếm trong tay ầm ầm bổ tới. Hắn tin tưởng mình lực lượng đủ để chặt đứt rắn này đuôi. Đụng. Một giây kế tiếp, để cho hắn kinh hãi chuyện xảy ra, hắn dù là vận dụng vạn đạo kiếm pháp bổ tới, đuôi rắn kia tựa như thép vậy,
căn bản chém không ngừng, chỉ có kịch liệt sao hỏa. Đồng thời, một cổ cường đại lực phản chấn tấn công tới, Diệp Thần ngay tức thì bị đập bay ra ngoài. Thân thể nặng nề ngã xuống đất, một đạo hố sâu trực tiếp tạo thành. Luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền mở miệng nói, đồ nhi, trừ thanh kiếm kia muốn lưu ý, tên kia dưới người trời chăn lớn cũng không thể khinh thị, này mãng coi như dùng mạnh đi nữa linh kiếm muốn chặt đứt cũng không khả năng. Người của nó như thép vậy cứng rắn, xa so tên kia còn muốn khó giải quyết. Diệp Thần mới vừa nghe được câu này, chính là thấy được một đạo to lớn bóng đen chợt đập tới. Chính là vậy trời chăn lớn. Diệp Thần mới vừa muốn đứng lên, đuôi rắn cũng đã nhanh chóng tấn công tới. Đòn nghiêm trọng dưới, Diệp Thần lui về phía sau dòng dã 10 bước, trong cơ thể ngay tức thì huyết khí dâng trào. Nắm chặt tay lại là truyền tới vẻ run rẩy. Đới xuất trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, lắc đầu một cái, ngươi không nên ở ta hồn kiếm môn trước cuồng ngông, ta hồn kiếm môn mặc dù rất bất quan tâm Côn Lôn hư sự việc, nhưng là không ngươi đại biểu có thể như vậy cuồng ngông. Liền ta thú cưỡi cũng có thể nghiền ép ngươi, làm sao cần ta ra tay. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn bày không cho phép mình vị trí. Đới xuất cười lạnh một tiếng, phân phó nói, trời chăn lớn, phế người này tay chân. Hắn nói tiếng nói tựa như thẩm phán. Gió lớn cuốn lên, chăn lớn thân thể không ngừng cúi xuống, mắt xem thì phải chạm được Diệp Thần nhưng là liền chạm Long Vấn Thiên Kiếm vậy thu hồi. Cái này làm cho đới xuất nụ cười càng phát ra rực rỡ. Một khắc cuối cùng, thằng nhóc này biết tiếp nhận thực tế. Nhưng là đã muộn, ngay tại hắn chắc chắn phải phế Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần ngón tay vấn thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, nếu ngươi dùng thú cưỡi đè ta. Vậy hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn ta một chút thú cưỡi. Nghe được câu này tiếng nói, đới xuất ánh mắt rơi vào vậy hổ đen vua trên mình. Hắn nụ cười càng ngày càng lạnh. Hổ đen vua hơi thở cố nhiên không tệ, nhưng là cùng dưới chân hắn thú cưỡi chênh lệch quá xa. Một đầu hung hổ mà thôi, cũng dám ở ta trời chăn lớn tới trước mặt xưng hùng, không biết sống chết. Lời nói vừa dứt hạ, bầu trời lại có thể truyền tới một đạo tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm âm quá lớn, đúng cái thiên địa đều tựa như chấn động. Tất cả mọi người tại chỗ màng nhĩ đều phải đánh vỡ. Không chỉ như vậy, vậy trời chăn lớn cũng là bỗng nhiên dừng lại, thị huyết trong mắt bên trong lại xuất hiện một màn sợ hãi. Rắn hóa thuồng luồng, giao hóa long. Đối mặt thần long, chăn lớn lại coi là cái gì? Nó huyết mạch bên trong, chỉ có hèn mọn. Đới xuất nhận ra được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu. Nhất thời thấy mây sấm bên trong, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng đáp xuống. Để cho hắn kinh hãi, đối phương lại có thể thật là một con thần long. Không phải hư ảnh, lại là thực chất. Huyết long mang theo ngút trời thế chấn nhiếp xuống. Miệng to như chậu máu, ngay tức thì đem vậy hơn 10 vị phản hư cảnh toàn bộ chiếm đoạt. Bọn họ liền ngăn trở tư cách cũng không có. Diệp Thần cũng có chút bối rối. Lúc nào huyết long mạnh như vậy? Chiếm đoạt mấy chục trở lại hư cảnh cường giả. Cái này mẹ hắn khai quải không được. Hắn thậm chí phát hiện huyết long thân thể cơ hồ thực chất. Đây là hắn chưa từng thấy qua. Diệp Thần dư quang quét vậy hơn ngàn cổ thi thể, ngay tức thì bừng tỉnh, huyết long bởi vì giết hại chi mà sống. Mùi máu tanh và giết hại tàn niệm là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Lần trước ở sát lục chi địa hấp thu trăm người liền cường thế đến mức tận cùng. Huống chi bây giờ hơn ngàn vị cường giả à. Hắn rốt cuộc rõ ràng đoạn lôi nhân tại sao nói huyết long xa so luân hồi mộ địa còn trọng yếu hơn. Đây cũng là lý do. Chiếm đoạt hoàn hết thảy, huyết long nhai kỹ miệng, chậm rãi rơi xuống, đi tới Diệp Thần trước người. Đầu lâu phía dưới, tựa như thần phục. Diệp Thần một bước bước ra, đi tới huyết long đầu lâu trên. Huyết long thân thể đứng lên, xa xa cao hơn trời chăn lớn. Chèn ép cảm giác càng làm cho trời chăn lớn thân thể không ngừng run rẩy. Cảm nhận được dưới người thú cưỡi khác thường, đới xuất theo bản năng lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té xuống. Làm sao có thể, thần long là cưỡi, một cái nhập thánh cảnh có cái gì tư cách? Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, hắn vang lên bên tai một đạo lạnh nhạt thanh âm. Ta thú cưỡi như thế nào? Thanh âm kia đến từ Diệp Thần. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn đới xuất, lại nói, huyết long, ta không thích phế vật dựa vào ta quá gần.
hắn đem những lời này đầu đuôi trả lại cho Đới Xuất. Thời khắc này Đới Xuất diễn cảm dữ tợn, tựa như bị xấu hổ vậy. Hắn đứng sau lưng một đồ vật khổng lồ, từ vừa mới bắt đầu, vô số người liền mọi thứ lấy lòng. Hồi nào nhẫn như vậy làm nhục. Trời chăn lớn, chém chết. Lời còn chưa nói hết, một đạo long ngâm vang khắp. Hiện lên vô tận máu ý và ý định giết người. Mà dưới chân hắn trời chăn lớn lại là chợt tung tích. Trực tiếp quỳ xuống. Lại thần phục ở Diệp Thần trước người. Trời chăn lớn, ngươi làm sao có thể như vậy, mau dậy đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không cần kêu. Ngươi, Đới Xuất ngẩng đầu lên, dữ tợn trong mắt tựa như đều phải nổ tung, đột nhiên, một đạo gió lớn tập kích rơi. Lửa đỏ dài ảnh tựa như một chuôi kiếm to bổ ngang tới. Đó là một đầu huyết long cái đuôi. Thậm chí mang cuồng bạo ngọn lửa. Đới Xuất sắc mặt đại biến, muốn rút ra sau lưng kiếm, nhưng là căn bản không kịp à. Hắn thân thể tại chỗ bị đập bay, phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng trường kiếm cũng là trên không trung lộn, cắm vào trên mặt đất. Vô tận hoang vu khí phát ra. Đới Xuất hiển nhiên cũng là chú ý tới vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung thạch đầu. Đỉnh điểm huyệt 23 ớt. Hắn con người tựa như gặp quỷ vậy. Tảng đá kia lại và bộ kia trên bức họa một kiểu đồ trọng hợp. Giống nhau như đúc. Đá này bị có vài người gọi là hơn cổ tà vật. Được vật này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là vị kia đại năng đi đem đá này thờ phượng là thần vật. Hơn nữa còn là phải lấy được tồn tại. Không do dự nữa, hắn đưa tay ra, chợt hướng đá màu đen bắt đi. Trong mắt hiện ra hết tham lam. Một khi đạt được đá này, hiến tặng cho những đại nhân kia, vậy hắn tu vi và thực lực tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Diệp Thần tự nhiên không thể nào để cho đối phương được như ý, đối với huyết long nói, huyết long, tiếp theo giao cho ngươi. Ta cần sống. Tiếng rồng ngâm truyền tới, huyết long ngay tức thì hướng Đới Xuất đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho không người nào có thể phản ứng. Cuồng bạo máu ý tựa như có thể chiếm đoạt thiên địa. Còn chưa cùng Đới Xuất chạm được đá màu đen, huyết long liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ sộ hé miệng, lại phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa tựa như lợi kiếm, mang theo cuồn cuộn sát ý, chặt đứt Đới Xuất sắp chạm được đá màu đen cánh tay. Ngập trời đợt khí tựa như vạn trượng, lần nữa đem Đới Xuất đánh bay ra ngoài. Hấp thu ngàn máu người ý huyết long, cường thế vô cùng. Duy nhất thiếu sót chính là có thời gian hạn chế. Một khi máu ý sử dụng xong, sẽ gặp lần nữa hư hóa. Thậm chí Diệp Thần đang suy nghĩ, nếu như huyết long hấp thu vạn người thi thể lực lượng, như vậy sẽ kinh khủng dường nào. Có thể hay không có tư cách dung chuyển hư vương cảnh càng phía trên tồn tại. À, gầm thét tiếng vang khắp. Đới Xuất nhìn gãy lìa cánh tay, trong mắt đều là tức giận và dữ tợn. Nhiều năm như vậy, hắn hồi nào như vậy chật vật qua. Mấu chốt vẫn là ở một cái nhập thánh cảnh phế vật trước mặt. Huyết long làm sao có thể nghe loại phế vật này nói. Hắn chân thực không nghĩ ra. Cái thế giới này là thế nào? Hắn vừa định đứng lên, một đôi chân to nhưng là dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Chính là Diệp Thần. Kiếm tới. Diệp Thần cánh tay duỗi một cái, một đạo hàn quang bay qua, Trảm Long Vấn Thiên kiếm nắm chặt lòng bàn tay. Sau đó, Diệp Thần đem kiếm trong tay một chuyển, trực tiếp đặt ở Đới Xuất trên cổ, thậm chí bởi vì huyết sát ý, một dấu máu đã xuất hiện. Liên tục không ngừng máu tươi xông ra. Thậm chí chỉ cần Diệp Thần nhẹ nhàng động một cái, Đới Xuất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận được vậy đá màu đen? Nếu như nói láo, ngươi sẽ trả ra ác mộng vậy giá phải trả. Diệp Thần từ đối phương ánh mắt tham lam bên trong có thể thấy được, tên này tuyệt đối gặp qua đá màu đen. Mà đá màu đen lại là luân hồi mộ địa chịu đựng. Tất nhiên và một thứ gì đó có liên quan. Đới Xuất bản liền trọng thương, trong miệng thậm chí không ngừng tràn ra máu tươi, giờ phút này đối mặt Diệp Thần và huyết long, hắn căn bản không có phần thắng. Cố nhiên như vậy, hắn vẫn lựa chọn quay đầu lô, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi đừng hòng. Ngươi căn bản không biết đắc tội dạng gì tồn tại, những tên kia nếu là biết, Côn Lôn hư chỉ biết thành là ngươi táng sinh chi địa. Thậm chí bởi vì ngươi hóa là luyện ngục,
Ta khuyên ngươi ở sự việc không có làm lớn chuyện trước, ngoan ngoãn thần phục. Nếu không đại năng hạ xuống, ngươi và bên cạnh ngươi người cũng biết rất thảm. Diệp Thần gặp đối phương không chút nào phối hợp ý nghĩa, trường kiếm xoay ngược lại, trực tiếp đem kiếm gánh phiến ở đới suốt gò má trên. Bót! Một tiếng này, vô cùng thanh thúy. Một đạo vết kiếm sâu xuất hiện. Ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu như ngươi nếu không nói, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được vô tận thống khổ. Diệp Thần uy hiếp nói. Nếu như tên này so hắn tu vi địch một ít, có lẽ hắn có thể vận dụng bí thuật tra nhìn đối phương trí nhớ. Nhưng là đối phương nửa bước hư vương cảnh, hắn cảnh giới cũng không đủ nhìn. Muốn biết được một ít thứ, tự nhiên phiền toái rất nhiều hơn. Đới suất còn sót lại một cái tay sờ sờ mặt gò má, không có bất kỳ tức giận gì, phàm mà âm u cười, thống khổ. Ta vốn là trong thống khổ sống lại, người có thể làm ta thế nào? Diệp Thần không muốn lại tên này trên mình lãng phí miệng lưỡi, trong tay ngay tức thì xuất hiện mười mấy cây ngân châm. Bất diệt lửa phụ ở ngân châm trên, đồng loạt rơi xuống. Ngay tức thì, vô số ngọn lửa ở ngân châm dưới sự giúp đỡ, chui vào đới suất thân thể. Đới suất cảm giác cả người nóng ran, tựa như bị một đoàn ngọn lửa chiếm đoạt. Ngọn lửa ở hắn trong ngũ tạng lục phủ tán loạn, dường như muốn đem hắn sống sấy khô vậy. Loại cảm giác này thậm chí giống như dù sao cũng con kiến ở trong thân thể của hắn điên cuồng cắn xé. Khó khăn bị trình độ cao nhất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đới suất tức giận nói. Diệp Thần thong thả móc túi ra một điếu thuốc, búng ngón tay một cái, ngậm lên miệng, hàn mâu nhìn lướt qua đới suất, nghe nói qua bất diệt lửa sao, không bao giờ tắt ngọn lửa, hắn có thể chiếm đoạt một ít thứ, càng có thể hành hạ người đến tan vỡ. Chẳng qua là không biết kết quả là bất diệt lửa mạnh mẽ đâu, vẫn là người thân thể mạnh mẽ. Nghe được câu này, đới suất gương mặt càng phát ra dữ tợn, hắn không ngừng gầm thét, thân thể lại là co lại thành một đoàn. Hành hạ ước chừng 5 phút, hắn lại cũng không chịu nổi, vội vàng mở miệng nói, người nếu muốn biết một ít chuyện, trước hết đốt đuốc rút lui hết. Mau, nếu không ngươi cả đời cũng đừng nghĩ biết. Diệp Thần run lên cho khói, chút nào không có ý dừng lại. Giờ khắc này đới suất nhìn Diệp Thần tựa như đối mặt ma quỷ vậy. Như vậy hành hạ ai chịu nổi à? Dĩ nhiên, hắn có một ít thủ đoạn có thể kết thúc hết thảy, nhưng là đầu kia hơi thở vượt xa hư vương cảnh huyết long đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói, nhưng là bất diệt lửa lại cháy đi xuống, ta liền quyền nói chuyện đều là xa cầu à? Diệp Thần có nhiều thú vị gật đầu một cái, cánh tay vung lên, ngay tức thì vậy trong cơ thể bất diệt lửa tiêu tán. Thời khắc này đới suốt toàn thân đều ướt đẫm, tựa như trong nước mò ra vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, con người xúc tới cực điểm. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Thần ánh mắt rơi vào trôi lơ lửng ở giữa không trung đá màu đen cùng với cắm trên mặt đất chuôi này trường kiếm cũ kỹ, hỏi, nói một chút ngươi thanh kiếm kia và vậy đá màu đen. Đới suốt ánh mắt xa sút, tiếp tục nói kiếm này là chúng ta hồn kiếm môn chấn môn chi bảo, là ngàn năm trước một vị đại năng tự mình lưu lại, vị kia đại năng cho chúng ta hồn kiếm môn cao nhất cơ duyên, vậy trời chăn lớn cũng là vậy đại năng đưa cho ta. Hắn lúc ấy chỉ có một yêu cầu, để cho chúng ta lưu ý mấy cái địa phương cửa ra vào, hơn nữa chú ý toàn bộ Côn Lôn hư thần niệm lực lượng. Một khi có thần niệm lực tính ở đó mấy cái địa phương vùng lân cận kích thích, liền lập tức thông báo bọn họ. Đồng thời, mỗi 10 năm vị kia đại năng cũng sẽ phái người tới, lưu lại một ít thuật pháp và linh phù, để cho chúng ta đối kháng một ít cường đại tồn tại. Mà đây Chấn Lôi Tông di tích chính là bọn họ một mực để cho chúng ta quan sát một nơi. Trước đây không lâu, nơi đây có cực mạnh chập chờn, vị kia đại năng học trò ở ngoài ngàn dặm dùng bí thuật nói cho chúng ta. Lời còn chưa nói hết, đới suất con người đột nhiên phóng đại. Cả người tựa như co quắp. Hư không bên trong lại là sinh ra một đạo sấm sét màu tím, ầm ầm đập xuống. Diệp Thần trên mặt đại biến, rất hiển nhiên, người này lời nói xúc động một ít cơ chế. Có người muốn giết người diệt khẩu. Hắn sử dụng bổn mệnh lệnh phù muốn hấp thu cái này sấm sét, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Sấm sét màu tím xuyên qua cái này bổn mạng linh phù lại là đập vào đới suất trên thân hình. Cả sảnh đường ban ngày,
Diệp Thần trước mặt mặt xuất hiện một đạo hố sâu, mà đới xuất nhưng là chỉ còn lại một đạo xương máu. Đầu mối hoàn toàn cắt đứt. Đáng chết. Diệp Thần đem quả đấm nện hướng không khí. Bất quá có mấy chuyện có thể xác định. Thứ nhất, có thượng cổ đại năng đã biết những thứ này thần niệm lực ở Côn Lôn Hư tồn tại. Thứ hai, có một vị thượng cổ đại năng học trò ở Côn Lôn Hư. Đối phương chấp trưởng hết thảy, ẩn núp trong bóng tối. Thứ ba, đối phương một mực đang bố trí, tựa như ở chờ đợi thời cơ. Diệp Thần đầu đau, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào trên đá màu đen, thời khắc này đá màu đen đã có một chút biến hóa. Giống như hấp thu thanh kiếm kia tất cả lực lượng. Quanh thân hiện lên từng cơn ánh sáng. Mà thân kiếm nhưng là hóa là sắt vụn, lại cũng không có nửa điểm sức sống, rơi xuống đất. Thần niệm trói buộc hoàn toàn biến mất. Hổ đen vua mang đoạn lôi nhân đi tới thân kiếm sắt vụn trên, đoạn lôi nhân miễn cưỡng chống đỡ thân thể đi xuống. Sư phụ, thanh kiếm này lực lượng thật giống như bị đá màu đen hấp thu. Đoạn lôi nhân gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, mà là đưa tay ra, cầm thanh kiếm kia, thần sắc nghiêm túc, lại là dần dần nhắm mắt lại. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng yếu ớt, giống như vận dụng nào đó thuật pháp tra xét kiếm này thân nội bộ một ít thứ. Hồi lâu, trong mắt mở ra. Sạch bóng núi nơi. Đột nhiên, đoạn lôi nhân kiếm trong tay hóa là một phiến cát vàng, gió nhẹ thổi một cái, hoàn toàn tiêu tán. Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, rất là phức tạp, thanh kiếm này nói cho ta một ít thứ. Những tên kia thật ra thì đã sớm biết thế gian có luân hồi mộ địa loại này thần vật, bất quá, bọn họ vậy chỉ là biết, nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Năm đó bọn họ vận dụng hơn ngàn vị cường giả cháy tinh hồn, suy diễn số mạng, cho ra một ít đầu mối phương hướng nhắm thẳng vào Côn Lôn Hư. Vậy trên trận cổ sau đại chiến, bọn họ chưa bao giờ buông tha, một mực tìm loại này có thể dung chuyển thần của bọn họ vật. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn là tiếp nhận thực tế, bọn họ vốn là đã buông tha, nhưng là cái này mấy ngày ta xuất hiện, nhưng là để cho bọn họ lần nữa tiếp nhận được Côn Lôn Hư tin tức. Sợ rằng phải không được bao lâu, những tên kia sẽ chân chính ý nghĩa lên phái người tới, đến lúc đó thì không phải là cái này hồn kiếm môn một ít phế vật, mà là cực kỳ tồn tại nguy hiểm, thậm chí là giống như chúng ta người như vậy. Bất quá có một chút có thể xác định, những người này đi tới nơi này hao phí thời gian rất lâu, sau đó tìm được ngươi, rất khó, vô cùng khó khăn. Cho nên ngươi tạm thời coi như an toàn. Nhưng là cái này an toàn kéo dài không được quá lâu. Đám người này có biện pháp trấn áp thần niệm. Cho nên đồ nhi ngươi phải để cho mình mau sớm cường đại lên, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đây không phải là nói chuyện giật gân. Diệp Thần tự nhiên biết hậu quả và giá phải trả, gật đầu một cái, sư phụ, ngươi nói cái này thế lực rốt cuộc là cái gì, còn nữa, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Đoạn lôi nhân không trả lời, hắn thân thể càng ngày càng ảm đạm. Lực lượng ở dần dần tiêu tán. Thái cổ hư thật đan dược liệu biến mất, hắn đoạn này thời gian ở bên ngoài quá lâu. Tiêu tán vậy coi là bình thường. Đồ nhi, có chuyện vẫn không thể giấu giếm ngươi, ta mới vừa rồi dùng thuật pháp tra xét một ít chuyện tình, ta phát hiện thằng nhóc kia trong miệng nói vị kia học trò, nhưng thật ra là ở. Ở Côn Lôn Hư Diệp gia. Luân hồi mộ địa chịu đựng lần đầu tiên xuất hiện ở Côn Lôn Hư Diệp gia, mà vậy đại năng người cũng ở đây Côn Lôn Hư Diệp gia. Mặc dù không biết thân phận gì, nhưng là ngươi phải tránh, nhất định phải cẩn thận Côn Lôn Hư Diệp gia. Nhất định. Diệp Thần nghe được đoạn lôi nhân những lời này, sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Côn Lôn Hư Diệp gia lại có thể vậy dính dấp trong đó. Vì gia gia và nãi nãi thù, hắn và phụ mẫu nhất định phải bước lên Diệp gia. Bây giờ nhìn lại, Diệp gia xa không có đơn giản như vậy. Có cái loại đó thượng cổ đại năng học trò chấn giữ, không có 10 phần chắc chắn trước, tuyệt đối nguy hiểm. Sư phụ, đồ nhi sẽ cẩn thận. Đoạn lôi nhân gật đầu một cái, đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, lòng bàn tay tràn ra một đoàn màu đỏ sấm sét. Đồ nhi, xa nhau đang lúc, sư phụ vậy không việc gì có thể đưa cho ngươi, cái này màu đỏ sấm sét là ta một tia bổn mạng sấm sét ý, ở Côn Lôn Hư người tu luyện trong mắt, đây chính là thần lôi. Vừa vặn thích hợp ngươi, coi như là đưa cho ngươi đi. Còn như tác dụng gì, ngươi sau đó liền sẽ hiểu. Nhớ, ngươi có thể bại lộ hết thảy tin tức, duy chỉ có không thể bại lộ luân hồi mộ địa tồn tại,
bao gồm bên cạnh ngươi người thân. Diệp Thần nhận lấy vậy một tia màu đỏ sấm sét ý, trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được cái này màu đỏ sấm sét có bao nhiêu cuồng bạo. Thậm chí và bất diệt lửa có liều mạng. Ban đầu ở dịch bảo các, Đoạn Lôi Nhân ghé vào hắn thân thể, để cho vô số cường giả nghe tiếng sợ vỡ mật không phải hắn lực lượng, mà là thiên đạo thần lôi. Có thể gặp cái này thần lôi ý có kinh khủng dường nào. Có cái này thần lôi thì tương đương với nhiều một đạo lá bài tẩy. Diệp Thần ngẩng đầu lên, vừa định cảm ơn Đoạn Lôi Nhân, sư phụ. Đồ nhi, không cần thương cảm cái gì, chúng ta tổng hội gặp mặt lại. Luân hồi mộ địa lựa chọn ngươi, liền chứng minh ngươi đủ để đem chúng ta trăm người xoay mình. Ngày này sẽ không quá lâu, thần lôi lực cần luyện hóa rất lâu, tận lực. Lời còn chưa nói hết, Đoạn Lôi Nhân nhưng là hóa là vô số ngôi sao lực, thậm chí tràn vào đến Diệp Thần thân thể bên trong. Liền nói đừng vậy không kịp. Dẫu sao Đoạn Lôi Nhân quá yếu ớt, ở hắn trước khi tới, tiếp nhận thống khổ quá nhiều. Dù là Lâm Thanh Huyền vận dụng thuật pháp hóa giải rất nhiều hơn, vẫn không có quá đa dụng chỗ. Hết thảy đã sớm thành định cục. Diệp Thần nhìn lòng bàn tay màu đỏ sấm sét, hơi cầm chặt, ngay tức thì một cổ cường đại cảm giác tê liệt từ lòng bàn tay truyền tới. Căn bản thu không dưới. Không do dự nữa, hắn ngồi xếp bằng, bước ra một giọt máu tươi tại thần lôi trên, bắt đầu luyện hóa. Tới ở đất này, thời gian ngắn hẳn sẽ không người đâu. Hắn không cần lo lắng quá mức. Cùng luyện hóa kết thúc, đối kháng Thanh Loan Tông Hoa bà cũng có mấy phần sức. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư chỗ sâu một phiến trong rừng hoa đào. Có núi, rất có ý cảnh. Trung ương chi địa là một tòa thật to đình viện, diện tích ngàn mẫu, vượt xa Côn Lôn hư phần lớn gia tộc chi địa. Cửa đình viện chỗ bảng hiệu trên, có khắc già dặn có lực hai chữ to Diệp gia. Nơi đây chính là Côn Lôn hư Diệp gia. Diệp gia khắp nơi lộ ra thượng cổ ý, linh khí cực kỳ đậm đà. Mà đình viện chỗ sâu một cái nhà bên trong. Một cái đang tu luyện trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bên trong có lau một cái sâu đậm kinh hãi. Làm sao có thể, hồn kiếm môn lại toàn quân chết hết. Xem ra có vài người rốt cuộc ngồi không yên. Vật kia cuối cùng là hoàn toàn vấn thế, ngàn năm trước suy tính không có sai. Không biết Diệp gia ở bên trong kết quả đóng vai dạng gì nhân vật. Bất quá, ta đây là muốn biết. Bàn cờ này là các ngươi trăm nhân thần niệm thắng được, vẫn là ta sư phụ thắng được. Ha ha, 7. Chấn Lôi Tông di chỉ. Một cái mang mặt nạ thanh niên quanh thân quấn vòng quanh vô số sấm sét. Diệp Thần thử rất nhiều hơn chủng phương pháp luyện hóa lòng bàn tay vậy đạo màu đỏ thần lôi, nhưng phát hiện mỗi lần đụng chạm, liền bị một cổ vô hình uy áp đá đi ra. Giống như hắn căn bản không có tư cách nắm trong tay. Diệp Thần mở mắt ra. Nhìn màu đỏ thần lôi lẩm bẩm nói sư phụ nói muốn luyện hóa hồi lâu, cái này hồi lâu rốt cuộc là bao lâu? Cũng hoặc là nói, ta dưới mắt căn bản không có tư cách nắm trong tay. Lời nói rơi xuống, một đạo xinh đẹp ảnh treo lơ lửng ở trước người của hắn. Chính là Mạc Ngưng Nhi. Mộ chủ, thần lôi lực vốn là đặc thù, ở trong chứa linh thức, cái này cùng trong cơ thể bổn mạng linh phù có rất lớn khác biệt, như vậy luyện hóa căn bản không có thể. Trước hết lấy và ngươi có liên quan máu tươi hiến tế. Nhưng là nếu như dùng ngươi máu tươi hiến tế, vậy đối với ngươi thân thể sẽ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Ở thời kỳ thượng cổ, như muốn hàng phục thần lôi, phần lớn người sẽ lấy chí thân máu là hiến tế, sau đó sẽ luyện chế. Nếu như mộ chủ phụ mẫu thực lực cực mạnh, hiến tế phải chịu lực lượng sẽ thấp nhất. Diệp Thần nghe được cái này giải thích, lắc đầu một cái. Hắn là không thể nào vận dụng phụ mẫu máu tươi tới luyện hóa cái này thần lôi. Thần lôi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng phụ mẫu so sánh, có cũng được không có cũng được. Thôi, nếu ta và cái này thần lôi vô duyên, vậy trước tiên không luyện chế. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị đứng lên, một cái bóng đen đột nhiên vào tới, tựa như muốn cướp đoạt màu đỏ thần lôi. Hắn theo bản năng muốn cầm lên Trảm Long Vấn Thiên kiếm ngăn trở. Nhưng phát hiện bóng đen lại là Tiểu Hắc. Mấu chốt Tiểu Hắc làm cái gì vậy? Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Hắc hổ trưởng ngay tức thì chạm được màu đỏ thần lôi trên, vô số thần lôi như một cái lưới lớn quấn quanh Tiểu Hắc vậy thân thể cao lớn. Đồng thời, một giọt máu tươi sử dụng.
Thú huyết. Thú huyết nháy mắt tức thì bị thần lôi lực biến dạng cháy, mà tiểu hắc tựa như thừa tái cao nhất thống khổ, gương mặt dữ tợn. Cuồng bạo thần lôi tựa như cắn nuốt tiểu hắc thân thể, toàn thân nó lông lại là truyền tới một hồi mùi khét. Tiểu hắc đây là dùng máu tươi của nó tới hiến tế thần lôi. Lại dùng loại phương pháp này tới giúp mình. Diệp thần căn bản không nghĩ tới tiểu hắc thành tựu sát lục chi địa hung thú vua lại biết làm ra loại chuyện này. Loại này thần lôi thống khổ như rất miễn cưỡng chịu đựng xuống, nhưng là phải liền mạng của nó à? Hoàn toàn không cần phải như vậy. Mạc Ngưng Nhi thấy một màn này, trong mắt bên trong có chút lộ vẻ xúc động mộ chủ, cái này hổ đen vua có chút đặc thù, lại nguyện ý là ngươi thành tựu hiến tế, bởi vì nó là ngươi thú cưỡi, thần hồn đã và ngươi trói, đúng là phù hợp thần lôi quy tắc. Trung thành như vậy hung thú cực kỳ ít gặp. Diệp thần con ngươi híp lại, nhìn tiểu hắc thống khổ không ngừng hổ gầm, liền vội vàng hỏi Mạc Ngưng Nhi, có không có cách nào dừng lại, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tiểu hắc sẽ như thế nào? Mạc Ngưng Nhi lắc đầu một cái mộ chủ, nghi thức hiến tế đã bắt đầu, không thể nào ngừng, còn như hậu quả, bây giờ không cách nào suy đoán, liền xem cái này hung thú năng lực chịu đựng như thế nào, nếu như không cách nào chịu đựng, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là bị nó vượt qua, đối với nó mà nói hoặc giả là một đạo cơ duyên. Mộ chủ, bây giờ chính là thần lôi thời điểm suy yếu nhất, nhanh lên luyện hóa. Nếu không cái này hung thú làm ra hết thảy cũng sẽ công dã tràng. Diệp thần nhìn một cái bị thần lôi quấn quanh và cắn nuốt tiểu hắc, khẽ cắn răng, không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, chân khí ngưng tụ, tay phải lại là cầm vậy đạo thần lôi, điên cuồng luyện hóa. Vô tận thần lôi chui vào hắn thân thể bên trong, trong mắt hắn và đan điền ánh sáng rực rỡ đại tác. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi kiếp cũng là điên cuồng nện xuống. Diệp thần và tiểu hắc chung quanh ngay tức thì hình thành từng đạo màu đen lỗ lớn, đầy đất tan hoang. Diệp thần quanh thân sấm ý càng ngày càng mạnh, thân thể lại là truyền tới đùng đùng tiếng vang. Huyết long, cho ta một đạo lực lượng. Huyết long nghe được diệp thần thanh âm, từ trên bầu trời đáp xuống, miệng to như chậu máu, chiếm đoạt sấm sét. Thân thể cao lớn lại là một vòng tiếp theo một vòng quấn vòng quanh diệp thần. Cố nhiên như vậy, còn chưa đủ. Diệp thần thậm chí cảm giác thân thể phải bị thần lôi nổ bể ra. Trảm long vấn thiên kiếm, tới. Một đạo hàn quang thoáng qua, trảm long vấn thiên kiếm từ mặt đất lao ra. Trôi lơ lửng ở diệp thần đỉnh đầu, chống cự vô số sấm sét. Còn chưa đủ, bất diệt lửa, ngưng ta thần hồn, chống cự thần lôi. Gầm thét dưới, diệp thần ấn đường ngay tức thì xông ra một đạo hỏa diễm, quanh thân tựa như bị biển lửa bọc, chiếm đoạt sấm sét. Ánh lửa, lôi quang, huyết long, kiếm ý, bốn loại lực lượng không ngừng quấn quanh, chu vi 10 dặm cây cối toàn bộ bị cường đại sóng khí chặt đứt. Một phiến hoang vu, tốt ở phụ cận đây không có ai, nếu không dị tượng như thế tuyệt đối sẽ làm cho người kinh điệu cằm. Diệp thần bên cạnh tiểu hắc vốn đang giãy giụa, hổ tiếng khóc mang hí ý, dần dần thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nó vậy giữ tợn trong mắt, cũng là ảm đạm xuống. Hung thú cố nhiên là hung thú, muốn chống cự thần lôi căn bản không có thể. Một bên Mạc Ngưng Nhi nhìn thân thể không ngừng nằm xuống hổ đen vua, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng thờ ơ, cố nhiên muốn giúp, nàng vậy không giúp được quá hơn. Một con thú giữ giá trị và nàng căn bản không so được, nếu như nàng dùng thuật pháp giúp cái này hung thú ngăn cản, vậy tiếp theo tiêu tán chính là nàng. Ai, người đối với mộ chủ trung thành. Cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ thật tốt đem ngươi mai táng, hy vọng ngươi đời sau có thể thành là người tu luyện, lại không có gặp như vậy. Lời nói rơi xuống, Mạc Ngưng Nhi thân thể tiêu tản ra. Luyện hóa thần lôi chỉ ít còn phải mấy ngày, nàng ở luân hồi mộ địa trông nom là được. Hổ đen vô thân thể nằm trên đất, vô tận thần lôi đã chui vào nó thân thể. Muốn không được bao lâu, ngũ tạng lục phủ cũng biết bị nổ tung. Mà giờ khắc này Diệp thần cũng là nhắm hai mắt mâu, không ngừng luyện hóa thần lôi. Hắn muốn giúp một chút, nhưng là không có bất kỳ biện pháp. Nếu như buông tha luyện hóa, vậy tiểu hắc có thể liền hy sinh một cách vô ích. Thời gian lâm vào yên lặng, lại là tựa như ngưng lưu động. Hổ đen vô chật vật mở mắt ra, tựa như cuối cùng nhìn một cái Diệp thần, ngay tại trong mắt muốn nhắm lại nháy mắt, Diệp thần túi đá màu đen đột nhiên bay ra.
Uốn lượn ở hổ đen vô quanh thân, một giây kế tiếp, ánh sáng đại tác, một hồi ánh sáng bảy màu lại hoàn toàn bao phủ hổ đen vua. Hổ đen vua thân thể trôi lơ lửng, đột nhiên, ánh sáng bảy màu dưới, hổ đen vua lại bị hấp thu vào luân hồi mộ địa. Mạc Ngưng Nhi và Lâm Thanh Huyền tự nhiên nhìn thấy màn này. Trong mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Lâm tiền bối, luân hồi mộ địa làm sao cầm cái này hung thú thi thể lấy đi vào? Chẳng lẽ cái này hổ đen vua bị công nhận? Phải biết luân hồi mộ địa chỉ có thể lấy chịu đựng trừ trăm vị đại năng và diệp thần ngoài ra vật chết, lại không thể chịu đựng những người khác và hung thú. Hết thảy trước mắt hiển nhiên không cách nào giải thích. Lâm Thanh Huyền con ngươi híp lại, sờ một cái râu, ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Ngươi quên một chuyện, cái này trăm vị đại năng trong có một vị nhưng mà yêu tộc người, thân trong lòng nghịch thiên thú huyết. Hắn đã từng vẫn là vạn yêu vua. Mạc Ngưng Nhi trong mắt trợn to, theo Lâm Thanh Huyền ánh mắt thấy được một khối mộ bia, vậy bảy màu ánh sáng chính là từ tòa mộ kia bia trong sông ra. Chẳng lẽ là vị kia, nhưng là vị kia bây giờ hẳn không có thể đi ra mới đúng a? Lâm Thanh Huyền diễn cảm nghiêm túc, do dự hồi lâu, mới nói luân hồi mộ địa trăm vị đại năng phải chăng sẽ tỉnh lại, và hai chuyện có liên quan. Một là mộ chủ thực lực cũng hoặc là bên ngoài năng lượng đủ dẫn động, cái thứ hai chính là mộ chủ bên người một ít chuyện, để cho có chút người dao động. Nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ là cái này hung thú hiến tế cử động, đánh động cái tên kia. Lâm Thanh Huyền lời nói chậm rãi rơi xuống, hổ đen vô thân thể sấm sét cũng đã bị ánh sáng bảy màu bao trùm. Đồng thời, vậy cuồng bạo thần lôi toàn bộ hội tụ ở hổ đen vô ấn đường bên trong. Luân hồi mộ địa trong, một khối mộ bia điên cuồng chấn động lên. Đột nhiên, một đạo máu tươi lại từ mộ bia trong vọt ra. Nhanh chóng chui vào hổ đen vua ấn đường. Sấm sét và máu tươi quấn quanh. Một cổ uy áp mười phần thú tiếng vang triệt luân hồi mộ địa. Thú máu sôi trào. Mạc Ngưng Nhi thấy một màn này, khẽ nhếch miệng, khó nén khiếp sợ. Nàng căn bản không nghĩ tới. Vị kia đại năng lại dùng nghịch thiên thú huyết dung nhập vào vậy hổ đen vua ấn đường. Đây chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy yêu tộc huyết mạch. Duy nhất có thể chống lại chính là thần long huyết. Chân quý như vậy vật, Côn Lôn hư vạn thú cũng không xứng với. Nhưng là giờ phút này nhưng là triệt triệt để xuất hiện. Lâm Thanh Huyền lạnh nhạt diễn cảm xuất hiện một đạo nụ cười mộ chủ cơ duyên xa so tốt như chúng ta tưởng tượng quá hơn. Cố nhiên cái này hung thú thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn hòa tan cái này nghịch thiên thú huyết, nhưng là dài này trước kia tuyệt đối sẽ thành là mộ chủ lớn nhất sát khí. Thậm chí người này tồn tại, đủ để dung chuyển Côn Lôn hư yêu tộc à. Diệp thần tự nhiên không biết luân hồi mộ địa trạng thái. Luyện hóa thần lôi, thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Có Trảm Long vấn thiên kiếm, huyết long cùng với bất diệt lửa. Vậy cuồng bạo thần lôi dần dần tắt. Ý thần phục sơ hiển. Mấy ngày sau, Diệp thần đột nhiên mở mắt ra, sấm sét nổ vang, cả sảnh đường ban ngày. Hắn đưa tay ra, con người uyển như lôi thần mắt, ngón tay vấn thiên, nổi giận gầm lên một tiếng thần lôi, tới. Thanh âm chấn thiên, một đạo cuồng bạo mây sấm ở thương khung bên trong hiển lộ. Cái này mây sấm không giống với giống vậy mây sấm, từ mang cao nhất uy áp. Tựa như tiên tôn muốn hạ xuống. Đột nhiên, ùng ùng, một tiếng kinh thiên vang lớn, uyển như núi cao thần lôi ầm ầm đập la. Từ trên trời hạ xuống. Như thần long cúi sông lên phàm trần. Diệp thần biết thần lôi sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng như thế khủng bố. Làm thần lôi chạm được mặt đất nháy mắt, tựa như cấp 10 động đất. Toàn bộ trấn lôi tông chia 5 xẻ 7, liên miên trăm mét trên. Trung ương lại là xuất hiện một đạo ước chừng mấy chục mét rãnh sâu. Hố to quá kinh người, từng tia lôi hổ quấn quanh. Nếu như cái này sấm sét đập trên thân thể nói, ai có thể chịu đựng à? Sợ rằng phản hư cảnh nếu như không hoàn toàn lực ngăn cản, cũng sẽ hóa là xương máu đi. Ngay tại Diệp thần sợ hết hồn hết vía lúc đó, hắn thân thể lại có thể truyền tới một đạo lực phản chấn, huyết khí dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi. Quanh thân tê liệt cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Trời à! Cái này mẹ hắn là tình huống gì? Mang theo thiên lôi lực, lại vẫn muốn tự thương. Mộ chủ, cái này rất bình thường, thần lôi vậy đều là hư vương cảnh trên cường giả mới có thể nắm giữ,
khi đó sao sao và đan điền đủ để chịu đựng, mà trước mắt mộ chủ tu vi nhưng là nhập thánh cảnh, khoảng cách khá xa, cố nhiên mộ chủ thân xác xa xa và thực lực xa xa mạnh hơn nhập thánh cảnh, nhưng là cùng hư vương cảnh chênh lệch còn kém quá hơn, như vậy tình trạng coi như là bình thường. Bên tai truyền tới Mạc Ngưng Nhi thanh âm thanh thúy, Diệp Thần vậy coi là hiểu. Vốn cho là mình nhiều một đạo nghịch thiên lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại, cái này lá bài tẩy không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể sử dụng. Một khi sử dụng, không chỉ cường giả khác muốn xảy ra án mạng, mình cũng sẽ bị thương rất nặng. Bất quá, nói thế nào đi nữa cũng có thể bảo vệ tánh mạng, hắn ngược lại có chút mong đợi như vậy lực lượng đối phó những cái kia Côn Lôn hư cường giả sẽ như thế nào. Hoa bà, đạo tông tông chủ nhưng có tư cách chịu đựng. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rơi ở bên người một vũng máu tươi trên. Hắn trong mắt dần dần trùm lên một tầng sương mù, nói thế nào đi nữa, tiểu hắc bởi vì hắn chết. Thậm chí liền thi thể cũng không có. Vốn cho là như vậy hung thú, chỉ có thể trấn áp, bây giờ nhìn lại, tên này đã sớm trung thành với mình. Sau này, hắn có thể sẽ đụng phải vô số hung thú và yêu thú, nhưng là giống như tiểu hắc như vậy trung thành lại không có. Ngay tại Diệp Thần thất lạc thời điểm, Mạc Ngưng Nhi nhưng là nháy ánh mắt linh động, cười hì hì nói mộ chủ, không ngại tiến vào luân hồi mộ địa, có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ vậy nói không chừng. Ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần con ngươi híp lại, mặc dù không rõ, nhưng vẫn là làm theo. Làm hắn đi tới luân hồi mộ địa lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị ánh sáng bảy màu bao gồm tiểu hắc. Mạc Ngưng Nhi, tiểu hắc thi thể làm sao sẽ xuất hiện ở trong này? Mạc Ngưng Nhi cười lúm đồng tiền như hoa mộ chủ, đây cũng không phải là thi thể đâu tương đương. Có ý gì? Mạc Ngưng Nhi cũng không nói nhảm, đem Diệp Thần sau khi luyện hóa sự việc toàn bộ nói ra. Diệp Thần diễn cảm không ngừng biến hóa, đầu tiên là không rõ ràng, sau đó chính là kinh ngạc, cuối cùng lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi nói là tiểu hắc được cứu rồi. Mạc Ngưng Nhi khẽ gật đầu lô mộ chủ, không chỉ được cứu rồi, cái này hung thú chỉ sợ sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa, từ nay về sau nó huyết mạch không còn là cuồng sát hổ đen, mà là nghịch thiên thú huyết, cao nhất huyết mạch, như vậy tồn tại, Côn Lôn hư chỉ lần này một cái. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian trưởng thành, đến lúc đó tất nhiên uy trấn yêu giới. Diệp Thần bị nói tiên máu sôi trào, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc. Dưới mắt, hắn thiếu nhất chính là thế lực. Nếu như đến khi huyết long thực chất, hơn nữa tiểu hắc, vậy đủ để nghiền ép hết thảy à. Đừng nói hoa bà và đạo tông, dù là Côn Lôn hư Diệp gia vị kia, cũng hoặc là vậy trăm vị đại năng đối mặt thế lực, đều có dung chuyển tư cách à. Diệp Thần quả đấm cầm chặt, đột nhiên, hắn phát hiện ánh mắt cực kỳ chói mắt. Ánh sáng đến từ tiểu hắc trên người ánh sáng bảy màu. Mơ hồ bây giờ, hắn thậm chí có thể nghe được từng tiếng thú hống. Cái này cùng hổ gầm nếu không cùng. Thanh âm mang uy áp, tựa như có thể trấn áp huyết mạch. Ước chừng một phút, ánh sáng rốt cuộc tiêu tán. Bóng đen che đậy tầm mắt. Khi thấy rõ bóng đen vật, Mạc Ngưng Nhi và Diệp Thần hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ hắn vẫn là cuồng sát hổ đen sao. Thân thể khổng lồ, hung thú chi tư tựa như có thể nuốt trời. Bề ngoài hoàn toàn thay đổi, tựa như kỳ lân. Răng nanh dữ tợn, tựa như dao nhọn. Đầu giác chi tư, và thần long đủ để sánh bằng. Nó hung ác trong ánh mắt, không sợ hãi, mặc dù một thân một mình, mặt tây sở ca, nhưng mà uy phong cao nhất. Nó móng, khỏe mạnh mà có lực, tựa như cốt sắt và thiết giáp quấn quanh. Uy phong lấm lấm, giống giận bách thú. Quanh thân khí thế liền cho người cảm giác bị áp bách. Hô hấp đều là sa cầu. Trời ạ! Thời khắc này Diệp Thần chỉ có thể khạc ra cái này hai chữ để diễn tả mình rung động tâm tình. Cái này mẹ hắn vẫn là hắn biết tiểu hắc sao. Cố nhiên ban đầu tiểu hắc là hung thú, trấn nhiếp rất nhiều hơn sát lục chi địa cường giả. Nhưng là bây giờ dáng vẻ cơ hồ nghiền ép ban đầu à. Thậm chí một cái ánh mắt, sẽ để cho người sinh ra ý thần phục. Nếu như có loại thú dữ này, ai còn có thể ngăn cản hắn. Mấu chốt khí thế kia quá dọa người. Ngay tại Diệp Thần kích động lúc đó, bên cạnh Mạc Ngưng Nhi nhưng là kinh ngạc nói không đúng à, cố nhiên có vậy nghịch thiên thú huyết, cũng không khả năng lập tức biến thành như vậy à,
dẫu sao vậy hung thú bản thể không cách nào chịu đựng loại này lực lượng. Lời nói còn không có rơi xuống, vậy cuồng bạo cự thú thân thể nhưng là không ngừng thu nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ, khí thế cũng là lại nữa. Cho đến cuối cùng, rốt cuộc dừng lại. Làm nhìn thấy bây giờ tiểu hắc, Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Cái này khác biệt cũng quá lớn liền đi. Nói xong hung thú đâu? Làm sao biến thành một cái cơ hồ lớn chừng bàn tay tương tự mèo tồn tại? Mao Nhung Nhung, cặp mắt xinh đẹp đang tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bởi vì lông có chút hơi vàng, nhìn như và hoa hạ quất mèo không việc gì khác biệt à. Bất quá cẩn thận như vậy xem, định sẽ phát hiện trước mắt đứa nhỏ trong mắt có linh động ý. Lông sóng gợn vậy rất là đặc biệt, lúc cần thiết tựa như có thể hóa là gai nhọn. Ngươi là tiểu hắc, vẫn là nói tiểu hoàng. Diệp Thần bình phục lại, kinh ngạc nói. Mà trước mắt Mao Nhung Nhung vật nghe được tiểu hoàng, nhưng là có chút tức giận, tựa như bị vũ nhục vậy. Ánh mắt thậm chí mang một tia sát ý. Yếu ớt gầm thét tiếng, nghe thật cùng mèo không việc gì khác biệt à. Được rồi, tiểu hắc, bỏ mặc ngươi biến thành màu gì, cái gì lớn nhỏ, không có xảy ra việc gì thì tốt nhất, ta cũng biết thật tốt đối đãi ngươi. Chỉ tiếc, nguyên bản ngươi còn có thể tác chiến mấy phần, bây giờ nhìn lại, hẳn không thể nào. Diệp Thần lời nói rơi xuống, Mao Nhung Nhung vật ngay tức thì vọt tới, tốc độ cực nhanh. Rất hiển nhiên, đối phương muốn khiêu chiến Diệp Thần, cũng hoặc là, cho Diệp Thần một ít màu sắc xem. Diệp Thần lắc đầu một cái, cánh tay nhẹ nhàng ngăn lại, cái này đủ để đem Mao Nhung Nhung vật vỗ bay. Mộ chủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng, Mạc Ngưng Nhi nhưng là kinh hô thành tiếng. Cẩn thận! Diệp Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn chỉ như vậy lạnh nhạt nhìn lông xù tiểu hắc đưa ra béo mập bàn tay. Khoan hãy nói có chút đáng yêu. Ngay tại tay hắn chạm được lông xù móng mèo lúc đó, sấm sét nổ tung ra. Một cổ dễ như bỡn lực lượng tấn công tới. Làm sao có thể? Diệp Thần sắc mặt đại biến, lực lượng này vượt qua xa thánh vương cảnh. Và đứa nhỏ thân thể căn bản không đối với cùng à. Không do dự nữa, hắn đem đan điền lực lượng toàn bộ đánh ra, thậm chí vận dụng bổn mạng phù văn. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cường đại đợt khí tấn công tới. Sau đó, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Mạnh, mạnh vô cùng. Diệp Thần nằm mộng cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị một cái mèo lớn nhỏ như nhau tồn tại gây ra như vậy chật vật. Cố nhiên hắn không có dùng toàn lực, nhưng là cái này cũng quá khoa trương đi. Tên này bùng nổ lực lượng vượt xa Côn Lôn hư thánh vương cảnh, thậm chí có thể là phản hư cảnh. Vậy lông xù người nhanh nhẹn nhảy tới Diệp Thần trên mình, lại là dùng béo mập đầu lưỡi liếm liếm Diệp Thần cổ, tựa như lấy le trước cái gì. Diệp Thần tỉnh hồn lại, ngươi thật sự là tiểu hắc. Ngắm tương đương. Tê dại tiếng ở vang lên bên tai. Diệp Thần bò dậy, lông xù người chỉ như vậy ngồi ở Diệp Thần trên bả vai, rất là thích ý. Được rồi, ta tin, nhưng là ngươi lông do hắc đổi hoàng, đều cùng hoa hạ quất mèo mấy phần giống nhau, xem ra, ta muốn đổi giọng gọi ngươi tiểu hoàng. Mao Nhung Nhung vật nghe được Diệp Thần nói nó là quất mèo, trong mắt sắc bén và sát ý. Một tia sấm sét vần quanh. Diệp Thần liền vội vàng đổi lời nói, đừng hiểu lầm à, quất mèo tỉ thí thế nào lên ngươi đâu, bất quá bắt đầu từ bây giờ ta liền tạm thời kêu ngươi tiểu hoàng đi. Mao Nhung Nhung vật gật đầu một cái, lại là thích ý ở Diệp Thần trên bả vai ngủ. Ngay tại lúc này, vẫn không có động tĩnh Lâm Thanh Huyền nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần bên người Đồ Nhi, bây giờ nó nhưng mà thượng cổ hung thú, bây giờ nhìn như suy nhược. Bởi vì hắn vẫn là mới bắt đầu trạng thái, nhưng là thực lực có thể không bình thường, không thể khinh thị. Đây cũng tính là vị kia yêu thú vua lễ vật cho ngươi. Cái này thượng cổ hung thú cả đời phải trải qua 7 lần biến hóa, mỗi một lần cũng biết lột xác, hung thú giống như và thực lực đều sẽ có biến hóa rất lớn, đến khi lần thứ 7, liền là thú vương, nuốt trời thực, uy trấn bát phương, thậm chí có thể hóa hình. Ngươi tốt hơn sinh đối đãi. Diệp Thần trong lòng hoảng sợ, nhìn một cái trên bả vai lông xù tiểu hoàng, nhất thời có chút mong đợi. Chẳng lẽ cuối cùng hình thái chính là mới vừa mới thấy được cuồng bạo chi tư? Hắn vừa định hỏi Lâm Thanh Huyền như thế nào mới có thể để cho tiểu hoàng tiến hóa, Lâm Thanh Huyền nhưng là đạo đã qua nhiều ngày,
người vậy Côn Lôn hư thì đấu sắp bắt đầu, người chắc chắn không đi ra. Nghe được câu này, Diệp Thần sắc mặt đại biến. Côn Lôn hư tông môn thiên tài thi đấu. Một khi tới trễ chính là đánh mất tư cách. Đây đối với y thần môn quật khởi rất mấu chốt. Thậm chí đối với hắn ý nghĩa quá lớn. Đã từng hắn bị một chân đạp xuống lôi đài, phàm căn phế vật cái này bốn chữ vang khắp Côn Lôn hư. Tất cả mọi người đều biết không rơi y thần môn còn có một cái phàm căn phế vật. Đã từng là khuất nhục, hắn lần này nhất định phải trả lại gấp đôi. Cửa này ư y thần môn, càng quan hệ đến hắn tên chữ, Diệp Thần. Hắn thể muốn cho Diệp Thần danh tự này và Diệp Thí Thiên như nhau vang khắp Côn Lôn hư, quật khởi đường lúc này bắt đầu. Không do dự nữa, Diệp Thần rời đi luân hồi mộ địa, hắn nhìn một cái trên bả vai lười biếng tiểu hoàng, hỏi cái đó, ngươi có thể hay không biến thành thú cưỡi trạng thái. Tiểu hoàng rời một chút thân thể, ngủ tiếp. Căn bản không phản ứng Diệp Thần. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể điên cuồng hướng một phương hướng chạy đi. Một đường hỏi đường đi. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư, Thiên Tuyệt Thành. Vạn trượng kiếm lạnh lẽo nối thẳng chân trời, uy chấn hết thảy. Hôm đó Thiên Tuyệt huyền nữ hạ xuống hậu thế, tức giận một lời, dung chuyển Côn Lôn hư. Lại là vạn trượng kiếm lạnh lẽo rơi xuống, không cần thiết không tiêu tan. Nơi đây nguyên bản hoang vu, chu vi 10 dặm lại là một phiến bình nguyên. Không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Nhưng là bởi vì rất nhiều hơn tông môn vì lấy lòng thần bí kia Thiên Tuyệt huyền nữ, Côn Lôn hư quy hoạch cục lại là đem nơi đây làm một tòa thành mới. Ngắn ngủi mấy ngày, nhà chọc trời san sát, thậm chí có hộ thành đại trận. Khách sạn, cửa hàng, chợ phiên, khu dân cư cái gì cần có đều có. Không chỉ như vậy, nơi đây càng là trở thành Côn Lôn hư tông môn thiên tài đại chiến cử hành. Mà ngày nay, chính là Thiên Tuyệt thành lần đầu tiên danh chấn lúc. Quảng trường Thiên Tuyệt, trung ương chi địa có một tòa thật to lôi đài, bốn phía càng là có 10 tòa mô hình nhỏ lôi đài. Mỗi một tòa trên lôi đài đều có trận pháp lực. Mà lôi đài ra một vòng, tựa như sân thể dục vậy, rậm rạp chằng chịt, đều là khán đài và du ò tái, vây đầy rất nhiều hơn người tu luyện. Tiếng người ồn ào, thậm chí có chút huyên náo. Nơi đây cơ hồ có mấy trăm tông môn, trừ một ít cao cấp tông môn khinh thường tham dự trở ra. Phần lớn tông môn đều tới. Bọn họ không cầu tham dự, dù là làm chứng cường giả ra đời cũng là đủ à. Nói về, lần này không biết có cái gì xem chút không được. Có người hỏi. Xem chút tự nhiên là có, nhưng là sợ rằng không có 5-6 năm trước vậy một chàng xuất sắc, Kỷ Tư Thanh một kiếm lực áp quần hùng, thành là thiên chi kiều nữ. Từ nay về sau, Kỷ Tư Thanh tên chữ không ngừng vang khắp Côn Lôn hư. Thật không nghĩ ra. Kỷ Tư Thanh như vậy xinh đẹp, thực lực tại sao còn như thế mạnh, thiên đạo cũng quá mẹ hắn không công bình liền đi, cầm tất cả hoàn mỹ cũng cho Kỷ Tư Thanh. Một cái nữ người tu luyện tức giận bất bình nói. Cũng không biết, Côn Lôn hư ai có thể có tư cách tháo xuống cái này hơn cao nhất hoa sen, nếu là Kỷ Tư Thanh ngày nào đột nhiên vừa ý ta là tốt, cho dù là một giấc mộng, ta cũng nguyện ý à. Đừng suy nghĩ, Kỷ Tư Thanh tính tình người nào không biết, tựa như băng sơn. Dõi mắt Côn Lôn hư, mấy cái khác phái có thể cùng nàng nói vượt qua 10 câu. Lác đác không có mấy đi. Đám người cười khanh khách. Đột nhiên, có người mở miệng nói khoan hãy nói, thật có một cái đó gọi Diệp Thần phàm căn phế vật các ngươi có thể nhớ. Lời này vừa nói ra, đám người ngẩn ra, chợt cười nhạt liền liền. Cái đó y thần môn phế vật, người nào không biết, y thần môn mình cũng sa sút. Nhiều năm qua như vậy từ không có tham gia qua thiên tài này cuộc chiến, thằng nhóc kia nhưng là không biết sống chết, 5-6 năm trước trực tiếp ghi danh đạp lên lôi đài, lại không nghĩ rằng bị Thanh Loan Tông Giang Hoài một cước đá xuống lôi đài, lâm vào mỉm cười chui. Nếu như không có Kỷ Tư Thanh, chỉ sợ sớm đã là một cái tử thi, loại phế vật này cũng không có còn sống cần thiết, nếu như ta là hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng đụng chết. Nghe nói y thần môn còn bị đạo tông phân xa. Đã sớm im tiếng biệt tích, vậy phàm căn phế vật cũng là mấy năm không có nghe tới, phỏng đoán sớm đã chết ở cái góc nào. Chớ nói, chờ một hồi truyền tới Kỷ Tư Thanh trong tai, chúng ta có thể đừng muốn sống đi ra ngoài. Còn nữa, ta nghe nói Kỷ Tư Thanh lần này thân phận có chút đặc thù, nàng vừa là trọng tài lại là tuyển thủ. Trước mấy cục thành tựu trọng tài,
một ván cuối cùng trực tiếp lên cấp tham gia thi đấu, mất đi trọng tài quyền lợi. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, nào có 20 hơn tuổi trọng tài à? Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động trong lòng, cũng đem đề tài lặng lẽ ngừng. Có mấy lời lại không dám nói nhiều nữa. Dẫu sao cái đó phàm căn phế vật nhưng mà Côn Lôn hư nổi danh tiểu bạch kiểm, sau lưng có Kỳ Thư Thanh, mặc dù hai người quan hệ không biết, nhưng là đủ để cho rất nhiều người không dám chạm đến. Mà giờ khắc này một xó xỉnh trong. Đang lo lắng đứng mấy người, đây cơ hồ là quảng trường thiên tuyệt kém nhất vị trí. Tội liên đới tư cách cũng không có. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tự nhiên sẽ phát hiện, mấy người chính là Thanh Huyền đỉnh mấy vị y thần môn đồng môn. Tiểu Bích, Lão Tiết các người. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Thần lần này muốn đại biểu y thần môn tham gia thi đấu. Cố nhiên không coi trọng, sư phụ Đoạn Hoài An lại để cho bọn họ một đạo tới. Nhưng là chờ tới bây giờ, không chỉ sư phụ không có tới, Diệp Thần cũng là không gặp bóng dáng. Cái này mẹ hắn tên gì chuyện à? Qua một hồi nữa, ghi danh cơ hội cũng không có à? Thời gian sẽ đến ngay. Tiểu Bích lo lắng đi qua đi lại, trong mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm lối vào. Vẫn là không có tới. Diệp Thần nói là đi ra ngoài làm việc, cái này sẽ không xảy ra chuyện liền đi, nếu không dựa theo hắn tính cách. Căn bản không có thể tới trễ. Lão Tiết vỗ một cái Tiểu Bích bả vai, an ủi Tiểu Bích, ta đây là hy vọng Diệp Thần không đến, nếu như tới, sợ rằng nguy hiểm hơn, ta thừa nhận hắn thực lực so 5-6 năm trước lên tăng rất nhiều hơn, nhưng là nói thế nào đi nữa, đây chính là tông môn thiên tài cuộc chiến à, nơi đây bây giờ thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Chúng ta y thần môn đều ở đây Côn Lôn hư điếm để, chân thực không ném nổi cái mặt này. Nếu là Diệp Thần lại bị một chân đạp xuống lôi đài, chúng ta sợ rằng sau này cũng đừng nghĩ rời đi Thanh Huyền Đỉnh. Tiểu Bích nhìn một cái Lão Tiết, ngầm thừa nhận gật đầu một cái. Đối phương nói một chút cũng không có sai. Ngay tại hai người trò chuyện đang lúc, cách đó không xa mới vừa bước vào mấy người tự nhiên nghe được những lời này. Chính là Thanh Loan Tông. Chỉ bất quá cái này mấy người là Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử. Thân phận không cao. Tu vi cũng không mạnh, tự nhiên không có tham gia tranh tài tư cách. Bọn họ tới nơi này, không phải là giải tăng thể diện, dẫu sao Thanh Loan Tông có bữa mới tham gia thi đấu. Nếu như cầm trước ba, trên mặt bọn họ cũng có chút hào quang. Giữa eo Thanh Loan Tông đệ tử ngoại môn lệnh bài cực kỳ hiển lộ, rất sợ người khác không biết như nhau. Mấy người có nhiều thú vị hướng Tiểu Bích và Lão Tiết các người đi tới, khóe miệng phác họa nụ cười. Tiểu Bích và Lão Tiết đám người sắc mặt khẽ biến, không nói thêm gì nữa, càng không dám và đám người này nhìn thẳng. À, ta đây là không nghĩ tới y thần môn người lại còn chưa chết sạch. Lại còn dám bước vào quảng trường thiên tuyệt. Tiếng the thé vang lên, đến từ một cái thanh niên tóc ngắn. Bởi vì thanh âm rất vang, ngay tức thì hấp dẫn rất nhiều người. Dẫu sao y thần môn cái này ba chữ quá chói tai. Vô số đạo ánh mắt tề là tả bắn tới đây. Lão Tiết và Tiểu Bích nhất thời sắc mặt đỏ lên, giống như làm chuyện sai lầm đứa nhỏ vậy cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, hai tay khẩn trương không ngừng xoa xoa. Chủ yếu là bọn họ không dám để ý tới à. Thanh niên tóc ngắn thực lực chí ít ở nhập thánh cảnh trên, thậm chí có thể thánh vương cảnh. Mà hắn hai người chúng ta cơ hồ không có tu luyện. Đám người này hiển nhiên là đến kiếm chuyện, một khi phản ứng. Liền là chúng đối phương mưu kế. Bọn họ chỉ có thể trốn tránh. Hy vọng đám người này không đến gây chuyện. Nhưng là dưới mắt, hiển nhiên là không trốn thoát. Thanh niên tóc ngắn rất hưởng thụ mọi người ánh mắt, một bước bước ra, một trường vỗ ở Lão Tiết trên bả vai. Động tác này, nhìn như tùy ý chào hỏi, nhưng chỉ có Lão Tiết rõ ràng, hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ rất là khó chịu. Làm sao, một cái người đàn ông cúi đầu, làm sao mắc cỡ giống như một phụ nữ như nhau. Vẫn là nói, các ngươi y thần môn liền con mẹ nó chỉ biết ra phụ nữ. Đúng rồi, ta thật giống như nhớ năm đó có cái phế vật chính là bị chúng ta Thanh Loan Tông một vị sư huynh một cước đá xuống lôi đài, để cho ta suy nghĩ một chút, đây là đâu cái phụ nữ. Thật giống như kêu, tên gì, nha, ta nhớ ra rồi, Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, sau lưng ngoại môn đệ tử một phiến cười ầm lên. Tiểu Bích nghe được như vậy làm nhục, hơn nữa Lão Tiết trên mặt vẻ thống khổ,
chỉ có thể cắn răng ngẩng đầu trả lời các ngươi Thanh Loan Tông không nên lấn hiếp người quá đáng. Đây là quảng trường Thiên Tuyệt, trừ lôi đài trở ra, không thể động thủ. Thanh niên tóc ngắn cười lạnh một tiếng, lại là đưa tay ra, một cái tay chỉ nâng tiểu bích cầm y thần môn còn có mạnh như vậy phụ nữ. Ta làm sao không nhớ y thần môn cái này cái rác dưới tông môn còn có như thế tươi ngon mọng nước lại liệt vợ. Như vậy khinh bạc tiếng nói, để cho tiểu bích sắc mặt tái nhợt. Trễ giờ còn có hai canh tương đương gần đây nghỉ phép, có chút trì hoãn, nhưng là ta không nghỉ ngơi, sáu càng nhất định bảo đảm, thời gian sẽ tận lực sớm cùng ổn định. Tiểu bích thân thể theo bản năng lui về phía sau, muốn tránh thoát đối phương, đi phát hiện một cổ lực lượng vô hình tựa như trói buộc nàng, để cho nàng nhúc nhích không được. Làm sao, người còn muốn tránh? Thanh niên tóc ngắn lạnh lùng cười, hèn mọn con kiến hôi mà thôi. Người cảm thấy các ngươi y thần môn còn có dãy dụa tư cách. Tới nơi này chỉ bất quá tự rước lấy mà thôi. Yên tâm, sẽ không vận dụng võ lực, bởi vì các ngươi y thần môn căn bản không xứng. Coi như ta vận dụng võ lực thì như thế nào? Trên ghế trọng tài nhưng mà có chúng ta một vị Thanh Loan Tông trưởng lão. Người nói đến lúc đó bọn họ là giúp ta, vẫn là giúp các ngươi cái này tầng dưới chót khổ khổ dãy dụa rác dưới. Thanh niên tóc ngắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ở Thanh Loan Tông, hắn chẳng qua là một cái nhân vật nhỏ, nhưng là ở y thần môn trước mặt, hắn thậm chí cảm giác được mình tựa như thần tôn. Không thể chống cự. Tiểu Bích khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực tránh thoát, thân thể đều run rẩy, vẫn là không có biện pháp. Ngay tại lúc này, lão Tiết bước ra một giọt máu tươi, kinh khí ngưng tụ, lòng bàn tay lại là xuất hiện một chuôi bi sâu một chuyển. Trực tiếp hướng thanh niên tóc ngắn cánh tay chém tới. Hắn là một người đàn ông, tại sao có thể xem tiểu bích chịu nhục? Bi sâu lóe lên sắc bén, biến dạng không khí, tựa như có thể phá vỡ hết thảy. Thanh niên tóc ngắn con người co rúm một cái, buông tay ra, tiểu bích trực tiếp hướng phía sau rớt đi. Lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, áo xanh cũng là dơ bẩn mấy phần. Có chút chật vật, từ đầu tới cuối, không có ai đứng ra. Đây cũng là Côn Lôn hư tàn khốc. Nơi này không có gì đạo nghĩa, chỉ có thực lực. Cũng sẽ không có người đứng ra trợ giúp y thần môn đối kháng Thanh Loan Tông. Dẫu sao Thanh Loan Tông ở Côn Lôn hư rất nhiều trong tông môn, không tính là yếu. Thứ không biết chết sống, lại vẫn dám động thủ. Thanh niên tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra, trực tiếp nắm lão Tiết đâm tới bi sâu. Rắc rắc, một tiếng, bi sâu trực tiếp vỡ vụn. Thanh niên tóc ngắn chân phải thật cao nâng lên, mang theo cuồng bạo chân khí, chợt đá vào. Đụng! Lão Tiết làm sao chịu nổi như vậy lực lượng? Y thần môn vốn cũng không phải là võ đạo tông môn, Đoạn Hoài An vậy không có dạy qua bọn họ võ đạo, hắn không phải là tự học mấy phần, miễn cưỡng bước vào thần du cảnh, hắn và những võ đạo này tông môn đệ tử chênh lệch quá xa. Hắn thân thể tại chỗ bay ra ngoài, ngược lại là xuất hiện một đạo máu đỏ dấu chân. Nhìn thấy mà giật mình. Một cước này, nếu như lại dùng lực chút, tuyệt đối xuyên thủng hắn thân thể. Lão Tiết, tiểu bích sắc mặt đại biến, liền vội vàng lấy ra một viên đan dược cho lão Tiết ăn vào, ngân châm lại là không ngừng bắn ra. Miễn cưỡng dùng y thuật ổn định lão Tiết vết thương. Ta không có sao, thôi, Diệp Thần hôm nay vậy sẽ không tới, chúng ta vẫn là rời đi đi, không thể cho y thần môn mất thể diện. Lão Tiết khạc ra một ngụm máu tươi, chật vật nói. Quảng trường Thiên Tuyệt trừ trên lôi đài, không thể chiến đấu. Trước mắt thanh niên tóc ngắn hiển nhiên là vi phạm quy tắc, nhưng là không có ai ngăn cản, lại là xem cười nhạo, hoàn toàn rét lạnh hắn lòng. Hắn biết, quy tắc là cường giả đồ chơi mà thôi. Hắn y thần môn ở đám người kia trong mắt coi là cái gì, lại là không xứng hưởng thụ quy tắc. Trong mắt ứ máu, coi như tức giận. Thì có ích lợi gì? Y thần môn ở Côn Lôn hư chính là như vậy. Đây là không tranh sự thật. Đã từng là thượng cổ tông môn đã sớm lại nữa, chỉ còn lại cười nhạo và chán nản. Tiểu bích trong mắt mang nước mắt, gật đầu một cái, thon nhỏ thân thể đỡ lên bị thương lão Tiết, mới vừa dự định rời đi Thiên Tuyệt Thành, mấy đạo thân ảnh nhưng là ngăn trở ở trước người của nàng. Ta có để cho các ngươi đi rồi chưa? Mới rồi thiếu chút nữa chém đứt tay ta. Còn không biết xấu hổ đi. Thanh niên tóc ngắn cười lạnh nói. Tiểu bích gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tóc ngắn,
gần từng chữ, chúng ta Y Thần Môn và các ngươi Thanh Loan Tông không có ân oán, vì sao không buông tha chúng ta? Chúng ta rời đi chẳng lẽ còn không được sao? Nếu như ngươi còn như vậy, ta đi liền tìm trọng tài. Thanh niên tóc ngắn nhìn một cái bị thương lão Tiết, bước chân dương ra, trong mắt khinh thường, nếu tiểu mỹ nhân đều nói như vậy, ta cũng không hành hạ các ngươi Y Thần Môn, chỉ cần hai người các ngươi từ ta dưới háng chui qua, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Một cái rác dưới tông môn chui chúng ta Thanh Loan Tông, không quá phận đi. Lời nói vẫn chưa nói hết, Tiểu Bích cũng không nhịn được nữa, một cái tát liền đã qua. Bót! Vô cùng thanh thúy. Làm nhục bọn họ có thể, nhưng là làm nhục Y Thần Môn không được. Nàng không có thực lực, một mực ẩn nhẫn, nhưng là giờ khắc này, tức giận trong lòng đạt tới giới điểm, hoàn toàn không khống chế được. Thanh niên tóc ngắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Bích sẽ động thủ tát hắn, thậm chí còn hắn liền phản kháng cũng không có. Làm tỉnh hồn lại, một cổ nổi nóng tràn ngập toàn thân. Hắn nhưng mà Thanh Loan Tông ngoại môn căn cơ, và Y Thần Môn đám phế vật này so với, cao quý không thiếu. Nhiều người như vậy nhìn Bắc Phiến, cái này mẹ hắn để cho hắn sau này ở Côn Lôn Hư làm sao phối hợp. Thúi biểu tử, chân khí ngưng tụ. Một cái tát ầm ầm vỗ, Tiểu Bích gò má ngay tức thì xuất hiện một dấu bàn tay, thân thể mềm mại lại là lần nữa té xuống đất. Lão Tiết cũng là bị kình khí ảnh hưởng, lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Tiểu Bích cảm thụ gò má đau đớn, mới vừa muốn đứng lên, lại là một chưởng từ đỉnh đầu rơi xuống. Đến từ thanh niên tóc ngắn. Một kích này lực lượng xa xa mạnh hơn mới vừa rồi. Một khi vỗ xuống, nhẹ thì hôn mê, nặng thì sống chết. Rất hiển nhiên, vậy Thanh Loan Tông thanh niên tóc ngắn hoàn toàn làm đầu óc mê muội. Mắt xem, lực lượng kia muốn chạm được Tiểu Bích, nàng sợ nhắm hai mắt lại. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo nhàn nhạt giọng nữ từ thanh niên tóc ngắn sau lưng vang lên, Thanh Loan Tông một cái ngoại môn căn cơ còn dám coi thường quy tắc động thủ. Thanh niên tóc ngắn sắc mặt đại biến, còn chưa phản ứng, hắn phát hiện xuất hiện trước mặt một cái bé gái. Bé gái trong tay đang cầm một túi sờ nách khoai, trong mắt lạnh như băng. Đồng thời, bé gái một chưởng vỗ ra, cuồng bạo đợt khí ngưng tụ. Thanh niên tóc ngắn tại chỗ lui về phía sau chừng 10 bước. Cùng hắn ổn định thân hình, chính là tức giận nói, ngươi là thứ gì, dám mẹ hắn ngăn cản. Lời còn chưa nói hết, một người đồng bạn chính là bưng kín thanh niên tóc ngắn miệng, lại là ở bên tai hắn nhắc nhở cái này nha đầu là Kỳ Lâm. Cái nào Kỳ Lâm, thanh niên tóc ngắn có chút không phản ứng kịp. Kỳ Tư Thanh muội muội à. Nghe được câu này, thanh niên sắc mặt đại biến, ngậm miệng không nói, hắn cúi đầu xuống, đối với sau lưng mấy người nói, chúng ta đi, hồi tông môn vị trí đi. Mắt xem bọn họ sẽ phải rời khỏi, Kỳ Lâm nhưng là lạnh lùng nói, bổn bà cô để cho các ngươi đi rồi chưa? Một đám ngoại môn đệ tử thật giúp mình làm một nhân vật. Thanh niên tóc ngắn bước chân dừng lại. Sắc mặt trắng bệch, hắn cứng ngắc xoay người, nhìn về phía Kỳ Lâm, là Y Thần Môn ra tay trước, hết thảy đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn dự định vi phạm quy tắc động thủ? Kỳ Lâm tính cách mặc dù bụng dạ thẳng thắn, nhưng là quảng trường thiên tuyệt quy tắc vẫn là rõ ràng, huống chi tỷ tỷ ngày hôm nay nhiều lần giao phó, không nên gây chuyện, nàng cũng sẽ không hủy tỷ tỷ danh tiếng. Nàng một bước bước ra. Lạnh lùng nói, cái này hai người là bạn của ta, ngươi như muốn đi, liền cho bổn bà cô nói xin lỗi. Dựa vào cái gì, thanh niên tóc ngắn làm sao có thể nói xin lỗi, cự tuyệt nói. Bằng ta kêu Kỳ Lâm, đủ chưa, dĩ nhiên ngươi có thể không nói xin lỗi, bây giờ ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi, càng sẽ không động thủ, nhưng là Côn Lôn Hư Tông môn thiên tài cuộc chiến kết thúc, ta sẽ đích thân và tỷ tỷ ta bước lên Thanh Loan Tông cần người. Ta đây là muốn xem Thanh Loan Tông sẽ không bỏ rơi một cái không đúng tí nào ngoại môn đệ tử. Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp, vô cùng bá đạo. Đây cũng là Kỳ Lâm tính cách. Nàng và Diệp Thần quan hệ không tệ, Diệp Thần đã cứu nàng, nàng tự nhiên phải giúp Y Thần Môn hả giận. Thanh niên tóc ngắn sắc mặt tái nhợt, hắn quả đấm gắt gao cầm chặt. Hắn không dám đánh cuộc, chỉ vì là Kỳ Tư Thanh ba chữ kia. Hắn do dự hồi lâu, cúi đầu, như mũi vậy vang lên, thật xin lỗi. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi,
nhưng là Kỳ Lâm thanh âm vang lên lần nữa, người mẹ hắn cùng ai nói sao? Hơn nữa ta không nghe được. Tiểu Bích, người nghe sao? Tiểu Bích lắc đầu một cái. Thanh niên tóc ngắn gương mặt dữ tợn, hắn cổ nổi gân xanh, hắn có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tấn công tới. Đều ở đây xem hắn cười nhạo. Hắn thế nào làm người? Hắn thậm chí cảm giác được mình chính là một cái thằng hề. Vô cùng mất mặt thằng hề. Một giây kế tiếp, hắn nhìn về phía Tiểu Bích và Lão Tiết, gằn từng chữ thật xin lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Vẻ sát ý ở trong con ngươi chớp mắt rồi biến mất. Kỳ Lâm có thể bảo vệ Y Thần Môn mấy lần. Cùng chuyện này kết thúc, hắn tự nhiên sẽ đối với cái này hai con kiến hôi động thủ. Như vậy nhục, hắn muốn trả lại gấp bội. Hết thảy tức giận cũng biết khơi thông ở nơi này hai con kiến hôi trên mình. Kỳ Lâm cũng không dám quá mức, nàng đem Lão Thiết đỡ lên, sau đó nhìn về phía Tiểu Bích, nhanh lên chữa thương một ít, mặc dù ta rất muốn giết súc sinh kia, nhưng là quy tắc ở đây, ta không thể động thủ, xin hãy tha lỗi. Tiểu Bích lắc đầu một cái, lại là cúi người nói cảm tạ, Kỳ Lâm đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay, nếu như không phải là ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Lâm nhìn chung quanh một chút, khoát khoát tay, cảm ơn cái gì, đúng rồi, Diệp Thần thằng nhóc kia đâu. Còn chưa tới, từ trước mấy ngày rời đi Thanh Huyền Đỉnh làm việc, liền lại cũng không có tung tích, chúng ta vậy rất lo lắng. Kỳ Lâm chân mày nhíu, dẫu sao nàng nhưng mà nghe tỷ tỷ nói Diệp Thần và Hoa bà ước định. Diệp Thần không đến, hiển nhiên là nhận sợ. Mặc dù có chút mất thể diện, nhưng là kết quả tốt nhất. Nàng cũng không cho rằng Diệp Thần có thể thắng được Thanh Loan Tông Hoa bà. Bảo vệ tánh mạng nhất muốn chặt. Đã như vậy, ta đi trước tỷ tỷ ta nơi đó, đến lúc đó đám người kia nếu như tới khi phụ ngươi, liền báo tên ta hoặc là đi trước mặt tìm ta, bổn cô nương bảo bọc các ngươi. Còn có đừng ta kêu ta đại nhân, ta ghét nhất tiếng xưng hô này, kêu tên ta là được rồi. Cảm ơn Kỳ Lâm, muội muội. Ừ. Kỳ Lâm rất nhanh liền biến mất, Tiểu Bích và Lão Tiết nhìn nhau, cũng không dự định rời đi, bắt đầu ở tại chỗ chữa thương. Không lâu lắm, đám người truyền tới một phiến xôn xao. Chỉ gặp trên ghế trọng tài, xuất hiện 6 đạo thân ảnh. 4 vị ông già cùng với một vị ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên anh Tuấn, còn có một vị dĩ nhiên là Côn Lôn hư vô số người tu luyện nữ thần trong mộng, Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh xuất hiện hoàn toàn đốt toàn trường. Hôm nay Kỳ Tư Thanh như mực mái tóc dài phi hạ, mi không đồ mà đại, da thịt trắng như tuyết không cần bất kỳ tô điểm, như không rãy ngọc. Cả người màu trắng tơ lụa trắng váy đầm dài trước thân, màu xanh tơ mang giữa eo phe, vậy thướt tha dáng vẻ để cho nhân khẩu trong khô khốc. Phong tình vạn trùng hết sức xinh, lạnh lùng ý như cao cao tại thượng tiên nữ. 6 người vào ngồi. Quảng trường hoàn toàn yên lặng. Thanh niên anh Tuấn cố ý ngồi ở Kỳ Tư Thanh một bên, liếc xéo mấy cái, trong mắt nóng như lửa. Thanh niên tên là Khâu Lạc Thành, là tuyệt võ tông thanh danh hiển hách thiên tài. Còn trẻ thành danh, thiên phú và linh mạch nghịch thiên. Hắn so Kỳ Tư Thanh lớn tuổi mười mấy tuổi, ở Kỳ Tư Thanh không hỏi đời trước, hắn chính là Côn Lôn hư trên mặt nổi thiên tài. Chỉ bất quá sau đó bị Kỳ Tư Thanh đầu ngọn gió đè qua mà thôi. Hắn đã sớm thèm thuồng Kỳ Tư Thanh hồi lâu, lại là hướng Kỳ gia cầu hôn qua, nhưng là bị Kỳ Tư Thanh vô tình cự tuyệt. Hắn chân thực không nghĩ ra, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, môn đăng hộ đối. Tại sao Kỳ Tư Thanh không chấp nhận mình? Hắn do dự mấy giây, vẫn là nói, Tư Thanh, mấy ngày trước ta ở trong bí cảnh đạt được một bản võ học, đối với ngươi mà nói rất hữu dụng, nếu không chậm chút chúng ta cùng nhau thảo luận. Kỳ Tư Thanh không để ý đến, mà là trong mắt nhìn lướt qua dưới đài, có phát hiện không Diệp Thần, có chút thất lạc, sau đó, nhàn nhạt nói, không cần. Không quan hệ, chờ một hồi chúng ta. Ngươi quá ồn. Kỳ Tư Thanh vô tình cắt đứt. Khâu Lạc Thành sắc mặt cứng đờ, lúng túng gật đầu một cái, sau đó đối với bên cạnh một cái lão giả nói, Trịnh lão, ghi danh thời gian hẳn kém không nhiều kết thúc đi, cũng nên cầm quảng trường trận pháp khép lại, lần này lại có bao nhiêu người tham gia thi đấu. 749. Hẳn không người lại ghi tên. Trịnh lão nhàn nhạt nói. Đột nhiên, một mực không nói gì Kỳ Tư Thanh nhưng là mở miệng nói, Trịnh lão. Giúp ta nhìn một chút bản danh sách,
nhưng có một vị Diệp Thần người tu luyện tham gia thi đấu. Nàng rất sợ bỏ sót, hay là hỏi. Nghe được Diệp Thần cái này hai chữ, Khâu Lạc Thành trên mặt tràn ngập một tia vẻ giận. Lại là tiểu súc sinh này. Mấy năm, Kỷ Tư Thanh vì sao vẫn là nhớ cái phế vật này? Hắn thật không hiểu nổi, cái phế vật này nơi nào tốt? Không có tu vi, lại là phàm căn rác dưới. Loại người này sống trên đời cũng là lãng phí. Mấu chốt như vậy tồn tại, Kỷ Tư Thanh nhưng là một mực che chở, toàn bộ Côn Lôn hư người đều biết. Hắn trong lòng lại là nói, thúi biểu tử, đối với ta không lạnh không nóng, ngược lại là đối với cái đó tiểu súc sinh ngược lại là nóng lòng. Cùng ngày nào ta cầm ngươi làm trên giường, nhất định chơi chết ngươi. Trịnh lão linh thức nhìn lướt qua bản danh sách, lắc đầu một cái, ngoài cửa còn không có nhận được kêu Diệp Thần người bảo vệ tánh mạng, ta bên này cũng không có biểu hiện. Kỷ Tư Thanh con ngươi có chút ảm đạm, không nói thêm gì nữa. Khâu Lạc Thành nhưng là vội vàng nói, Trịnh lão, thời gian đến, đóng kín trận pháp đi. Được, Trịnh lão mới vừa dự định bắt pháp quyết, Kỷ Tư Thanh nhưng lại là nói, Trịnh lão, có thể hay không kéo dài 5 phút, ta thân thể có chút không thoải mái. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết Kỷ Tư Thanh làm như vậy lý do. Không phải là vì cho vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử tranh thủ thời gian. Trịnh lão mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là ở hắn trong mắt, 5 phút không coi vào đâu, bán một cái tình cảm vậy là không tệ, gật đầu một cái, được. 5 phút sau đó, trận pháp tự động đóng lại, không thể lại kéo dài. 5 phút thoáng qua rồi biến mất. Kỷ Tư Thanh đã đối với Diệp Thần không báo bất kỳ kỳ vọng, hèn yếu như vậy hạng người, vậy coi là nhân chi thường tình. Mắt xem trận pháp thì phải đóng kín, đột nhiên, một đạo thân ảnh cấp tốc cướp tới. Văng lên từng cơn bụi bặm. Chờ một chút. Thanh âm không lớn, nhưng là truyền vào tất cả người tu luyện trong tai. Kỷ Tư Thanh nguyên bản thất vọng trong mắt, khi thấy vậy chạy như điên bóng người, nhất thời xuất hiện một đạo ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần tới. Nàng môi đỏ mọng lại là xuất hiện một đạo nụ cười nhàn nhạt. Cười lúm đồng tiền như hoa. Khâu Lạc Thành thấy cái nụ cười này, trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Không phải là đối Kỷ Tư Thanh, mà là Diệp Thần. Bất kể như thế nào, cái phế vật này tuyệt đối là hắn và Kỷ Tư Thanh trước mặt trở ngại lớn nhất. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Hắn nếu là trọng tài, tự nhiên có tư cách để cho Diệp Thần chết ở chỗ này. Diệp Thần rốt cuộc vẫn là chạy tới, lại là ở cửa ghi danh. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, tiểu hoàng quá không đáng tin cậy, dưới mắt vẫn là phải làm một đầu thú cưỡi mới được à. Trên bả vai tiểu hoàng duỗi người, híp một cái mắt, ngủ tiếp. Trận pháp hoàn toàn khép lại. Đồng thời một giọng nói từ trên bầu trời vang lên. Số thứ tự 750, Y Thần Môn, Diệp Thần. Ghi danh kết thúc. Nguyên vốn còn có chút quảng trường, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đếm lấy vạn đạo tầm mắt đồng loạt hướng cửa lớn phương nhắm bắn tới. Kinh hoàng, kinh ngạc, không rõ ràng. Vô số người uyển như hóa đá, hô hấp đình trệ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm. Chỉ vì là vậy mấy chữ. Y Thần Môn Diệp Thần. Một cái xa sút y đạo tông môn, lại vẫn dám đến tham gia võ đạo tông môn thi đấu. Mấu chốt cái này Diệp Thần không phải là mấy năm trước cái đó bị một cước đá xuống lôi đài phế vật sao? Lại có thể lại xuất hiện. Không muốn sống nữa sao? Người thanh niên kia thật là mấy năm trước vậy một chuyện tiếu lâm. Bị Thanh Loan Tông Giang Hoài một cước đá xuống lôi đài người. Có người kịp phản ứng, kinh hô thành tiếng. Ở trong mắt bọn họ, như vậy con kiến hôi, nhiều năm như vậy có thể sống sót hay không đều là mấu chốt, càng không cần phải nói tới nơi này lần nữa. Đây chính là Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến, tụ tập nơi này đều là cao cấp thiên tài, lúc nào đến phiên loại phế vật này. Ai cũng được phế vật này cho rằng phối hợp mình lên thiên tài gọi. Thật giống như thật sự là hắn, dáng vẻ không có gì biến hóa quá lớn, chỉ bất quá khí tức trên người cường thịnh rất nhiều hơn, đây có lẽ là hắn sức. Lại có người nói, nhiều năm như vậy, nếu quả thật không tăng trưởng, vậy thì thật là phế vật. Bất quá, tên này trên bả vai là cái gì? Linh thú. Đột nhiên có người chú ý tới Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng mặc dù nhỏ, nhưng là trên bờ vai lông xù dáng vẻ,
cũng có rất lớn nhận ra độ. Cái này thật giống như là một cái quất mèo đi, mấu chốt cái này y thần môn phế vật mang một cái mèo tới làm gì. Chưa bao giờ nghe. Quỷ biết đâu, một tên phế vật ý tưởng, đối với chúng ta mà nói căn bản không trọng yếu, phỏng đoán một ván sẽ bị quét xuống, nói không chừng lại là một cước kết cục. Tốt lắm, mọi người chớ nói, nếu như bị Kỷ Tư Thanh nghe được thì phiền toái, Kỷ Tư Thanh lần này nhưng mà trước mặt trọng tài. Đám người ngay tức thì an tĩnh lại. Mà mặt khác, Thanh Loan Tông vậy mấy tên ngoại môn đệ tử đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người. Để cho bọn họ không nghĩ tới là cái đó y thần môn phế vật lại có thể sẽ đến ghi danh. Thật là không biết sống chết. Mới vừa nói xin lỗi thanh niên tóc ngắn, quả đấm lại là cầm chặt, giống giận trầm thấp tiếng vang khắp vốn là chỉ bất quá muốn giết hai người kia, bây giờ phế vật này nếu cũng tới, vậy thì cùng tính một lượt lên đi. Có thể để cho ta nói xin lỗi, chỉ có người chết. Y thần môn, không có tư cách. Thanh Loan Tông khu vực hàng thứ nhất vị trí. Ba người ngồi ở phía trước nhất. Một nam một nữ cùng với một cái cầm cây nạng bà cụ. Bà cụ dĩ nhiên là Hoa bà. Mà người đàn ông chính là Thanh Loan Tông nội môn Giang Hoài, hắn và Diệp Thần có chút sâu xa. Bởi vì ban đầu đạp xuống lôi đài người đàn ông kia chính là Giang Hoài. Mà Giang Hoài bên người chính là Hoa Nhược Hoan. Hoa Nhược Hoan trên mặt sưng đỏ đã tiêu trừ, nhưng là vẫn có một ít dấu vết. Nàng trong mắt là máu vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ở sát lục chi địa sự việc, rành rành trong mắt. Cơ hồ ảnh hưởng nàng đạo tâm. Nàng vốn cho là Diệp Thần sẽ không tới tham gia Côn Lôn hư thiên tài đại chiến, lại không nghĩ rằng, tên này vẫn phải tới. Nàng thề một khi ở trên lôi đài đụng phải, nàng nhất định phải đem tên xúc sinh này hành hạ chết. Thậm chí muốn hút khô đối phương máu, để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đột nhiên, Hoa Nhược Hoan nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bên cạnh Hoa bà sư phụ, ngài thật muốn và cái phế vật này so tài. Hoa bà con người híp lại, gật đầu một cái nếu đáp ứng, tự nhiên có thể coi là đếm, chỉ bất quá, phế vật này tình cảnh kham ưu, ta có thể cảm giác được vô số đạo ý định giết người hướng phế vật này đi, sợ rằng hắn gặp phải người bất kỳ, đều là chống đỡ không được quá lâu, loại này người, không cần để ở trong lòng. Hoa Nhược Hoan cười lạnh nói, sư phụ xin yên tâm, nếu để cho ta đụng phải thằng nhóc này, ta định chặt đứt tay hắn chân, để cho hắn quỳ ở trước mặt sư phụ cầu xin tha thứ. Hoa bà không có nói tiếp, mà là nhìn về phía ghế trọng tài Kỷ Tư Thanh. Phương Bắc có người đẹp, tuyệt thế mà độc lập. Đáng tiếc cái này người đẹp, hôm nay là đừng nghĩ bảo vệ Diệp Thần. Cũng không khả năng lại còn hôm đó cơ hội. Cách đó không xa Diệp Thần tự nhiên cảm giác được vậy vô số trong tầm mắt mang theo sát ý, hắn sờ một cái lỗ mũi, không có quá mức để ý tới. Sau đó, nhìn lướt qua ghế trọng tài phương hướng, quả nhiên Kỷ Tư Thanh đang ở phía trên. Hai mắt nhìn nhau ngay tức thì, ngược lại là Kỷ Tư Thanh đầu tiên là lui bước, nhắm mắt lại, tựa như gợn sóng không sợ hãi. Kỷ Tư Thanh, bắt đầu từ hôm nay, người có lẽ sẽ nặng nhận thức mới ta đi. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần linh thức khuếch tán ra, ngay tức thì liền phát hiện y thần môn mấy người, hắn cười một tiếng, bước nhanh. Rất nhanh, chính là đi tới nhất góc địa phương. Nhưng không có sư phó tung tích. Hắn vừa định hỏi cái gì, bước chân đột nhiên dừng lại, lời nói cũng là hoàn toàn hơi ngừng. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Bích và Lão Tiết giờ phút này đang ngồi xếp bằng, đang chữa thương. Hơn nữa từ trên người trạng thái tới xem. Trước đây không lâu bị thương rất nặng. Lão Tiết ngực vậy tia máu đỏ dấu chân, quá mức rõ ràng. Mà Tiểu Bích vậy đạo màu đỏ trưởng ấn ở gò má trắng nõn hạ, nhìn thấy mà giật mình. Coi như Diệp Thần không có trải qua chuyện phát sinh mới vừa rồi, hắn cũng là biết phát sinh cái gì. Y thần môn xảy ra chuyện. Sư huynh muội bị nhục. Y thần môn ở Côn Lôn hư rất nhiều tông môn trong mắt, quá mức không chịu nổi. Không chịu nổi đến tất cả mọi người đều không quan tâm y thần môn tồn tại. Ở Côn Lôn hư, cường giả khi dễ tên yếu, lẽ bất di bất dịch. Nhưng là Diệp Thần lần này trở về, phải làm một chuyện liền là thủ hộ y thần môn. Càng làm cho y thần môn thành là Côn Lôn hư thứ nhất tông môn. Trước mắt Tiểu Bích và Lão Tiết bị thương thành như vậy, hắn trong miệng bảo vệ chính là mẹ hắn đang địt. Hắn làm sao có thể không giận. Tiểu Bích.
rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Thần một bước bước ra, giọng nhìn như rừng rưng, nhưng là cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận. Nếu như không áp chế, sợ rằng trong cơ thể huyết long đều phải tại chỗ lao ra thân thể. Tiểu Bích nghe được Diệp Thần thanh âm, trong mắt mở ra, khi thấy Diệp Thần chạy tới, lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ý Diệp Thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta và Lão Tiết còn sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Tiểu Bích trưởng ấn gò má, gần từng chữ ngươi vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bích ngẩn ra, lúng túng cười một tiếng không có chuyện gì rồi, mới vừa rồi ta và Lão Tiết đang luận bàn, vô tình thương tổn tới. Lão Tiết cũng là dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần, phối hợp Tiểu Bích đạo đúng đúng đúng, dẫu sao thi đấu chuyện còn chưa có bắt đầu, chúng ta như vậy so tài chính là vì tốt hơn tự vệ, không có gì đáng ngại. So tài. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, thuật pháp khởi động. Hắn tròng mắt nhắm lại, mới vừa rồi ở chỗ này sự tình phát sinh một màn lần nữa tái diễn. Cái đó Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử đối với Tiểu Bích và Lão Tiết làm nhục, để cho hắn tức giận. Đối với y thần môn làm nhục, lại là cực kỳ không chịu nổi. Dù là Diệp Thần coi như tâm tính không tệ, nhìn, cũng là tức giận cả người phát run. Nếu như không phải là Kỳ Lâm kịp thời chạy tới, Tiểu Bích và Lão Tiết sẽ là dạng gì kết quả? Như vậy hạng người lòng dạ ác độc, tuyệt đối không thể lưu. Thanh Loan Tông, lại con mẹ nó là Thanh Loan Tông. Thật sự định quyết tâm và mình đối nghịch. Diệp Thần quả đấm nặn chặt, hàn mâu nhìn lướt qua, ngay tức thì ở nhiều người hơn trong tầm mắt phát hiện một đôi âm u ánh mắt. Chính là cái đó động thủ thanh niên tóc ngắn. Không do dự nữa. Diệp Thần trực tiếp hướng Thanh Loan Tông phương hướng bước nhanh. Tiểu Bích và Lão Tiết nhưng mà biết Diệp Thần tính cách, liền vội vàng đứng lên đem Diệp Thần kéo. Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Người nọ đã hướng chúng ta nói xin lỗi, không cần phải truy cứu tiếp nữa. Hơn nữa nơi đây có một cái quy tắc, muôn ngàn lần không thể ở ngoài lôi đài động thủ à? Động thủ liền toàn xong rồi à? Tiểu Bích và Lão Tiết trên mặt đều là cấp bách vẻ lo âu. Diệp Thần như là vì bọn họ mà chọc tới phiền toái, vậy bọn họ nên làm thế nào cho phải? Diệp Thần tránh thoát hai người tay, đưa ra hai viên đan dược, phân phó để cho Tiểu Bích và Lão Tiết ăn vào. Dược liệu khoảnh khắc gian liền đánh tan, ấm áp ý để cho thương thế của hai người đều tốt hơn nửa. Bọn họ căn bản không nghĩ tới như viên thuốc này lại là Diệp Thần tùy tùy tiện tiện lấy ra. Chẳng lẽ Diệp Thần luyện chế đan dược xa ở Tiểu Bích trên? Ngay tại hai người thất thần đang lúc, Diệp Thần đã rời đi bọn họ 100 mét, đi thẳng tới Thanh Loan Tông khu vực. Hành động này vừa ra, tất cả mọi người nghi ngờ. Dẫu sao mới vừa rồi y thần môn và Thanh Loan Tông đệ tử ngoại môn mâu thuẫn, bọn họ là làm chứng. Nhưng là cái này Diệp Thần là làm gì, chẳng lẽ là đến cửa đi lý luận? Xa xa Kỳ Tư Thanh cũng là cho mày, không hiểu nổi Diệp Thần phải làm gì. Càng mơ hồ chính là Thanh Loan Tông mọi người. Một cái y thần môn vị trí thật tốt không ngây ngô, khí thế hung hăng tới bọn họ nơi này là dở trò quỷ gì. Hoa Nhược Hoan thấy Diệp Thần, trực tiếp đứng lên, tức giận nói, Diệp Thần, nơi đây không phải các ngươi y thần môn địa phương, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần không để ý đến, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái thanh niên tóc ngắn, gần từng chữ, mới vừa rồi ai động ta y thần môn người. Trực tiếp đứng ra. Thanh niên tóc ngắn tự nhiên không sợ Diệp Thần, mới vừa rồi Kỳ Lâm thái độ đã để cho hắn khó chịu. Bây giờ một tên phế vật tìm tới cửa yào sofa, nếu như hắn lại không bày tỏ thái độ, hắn cũng đừng nghĩ ở Thanh Loan Tông lẫn vào. Mấu chốt nhất là, bây giờ là thằng nhóc này tới trước gây chuyện, Kỳ Lâm còn có cái gì tư cách đứng ra nói chuyện cho hắn. Thanh niên tóc ngắn cao ngạo một bước bước ra, trường kiếm bên hông trực tiếp rút ra. Kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thần, là ta, thì thế nào? Chẳng lẽ một cái rác dưới tông môn còn không để cho người động? Diệp Thần nghe được câu này, trên người dùng mình phóng thích. Hoa Nhược Hoan đã rõ ràng Diệp Thần ý đồ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần, người muốn làm cái gì? Ta Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử đã đạo qua áy náy. Nơi này không phải sát lục chi địa, mời làm rõ ràng ngươi bây giờ vị trí, đây là quảng trường Thiên Tuyệt. Phía trên có 6 vị trọng tài chấn giữ, chỗ tối còn có lớn có thể ẩn núp. Ngươi nếu như muốn gây chuyện,
xin cân nhắc một chút mình. Lời nói vừa dứt hạ, Diệp Thần liền động. Đối với Hoa Nhược Hoan uy hiếp, hắn không quan tâm chút nào. Bước chân như thanh gió trôi dạt, đi tới thanh niên tóc ngắn trước mặt, một quyền đánh ra. Không có bất kỳ chân khí lưu chuyển. Nhìn như chính là suy nhược một quyền. Cho tới tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Thanh niên tóc ngắn nhìn càng ngày càng gần một quyền, cười nhạt liền liền. Một tên phế vật, cũng dám ở ta Thanh Loan Tông trước mặt động thủ. Quả đấm liền kình khí cũng không có, xem ra Giang Hoài sư huynh cầm ngươi đá xuống lôi đài sau đó, ngươi có thể một chút cũng không có tiến bộ. Đã như vậy, hôm nay ta liền đem ngươi phế bỏ, để cho Côn Lôn hư rất nhiều tông môn xem ngươi y thần môn người đi ra ngoài kết quả có hơn rác dưới. Thanh niên tóc ngắn khí thế leo lên, kiếm ý ngưng tụ. Mang theo thiên địa thế, trên thân kiếm lại là hiện lên một đạo tiếp theo một đạo hàn mang. Một kích này là Thanh Loan kiếm pháp nồng cốt. Đừng nói thanh niên trước mắt quơ múa quả đấm, coi như là nhập thánh cảnh đỉnh cấp cường giả vậy không chịu nổi. Hắn muốn cho tông môn trưởng lão và rất nhiều sư huynh đệ xem, hắn cũng không yếu. Rắc rắc, kiếm phong chỗ chạm tới Diệp Thần quả đấm. Một cổ vô hình hồng quang từ quả đấm lan tràn đến thân kiếm. Khủng bố lực phản chấn tấn công tới. Thời gian tựa như trở nên chậm. Thanh niên tóc ngắn nụ cười cứng ngắc, con ngươi lại là xúc tới cực điểm. Đây là lực lượng gì? Kiếm bể. Bị một quyền như vậy đánh bể. Không chỉ như vậy, hắn giờ phút này lại là cảm giác được mình sinh mạng bị uy hiếp. Móc lửng. Hắn hoảng sợ muốn lớn tiếng gọi ra, nhưng phát hiện một cổ vô hình uy áp bao phủ hắn. Sau đó, Diệp Thần và hắn thân thể sát vai, quyền kia đầu lại là xuyên thủng hắn thân thể. Hắn mở to mắt mâu, cúi đầu xem hướng mình thân thể, lại cảm giác được thân thể ở tan vỡ, huyết dịch phun ra. Hắn nghĩ tới vô số loại kiểu chết, nhưng chưa từng nghĩ qua loại này à. Lạnh như băng tử ý bọc toàn thân, một đạo thanh âm đạm mạc từ hắn vang lên bên tai, ta vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi đắc tội y thần môn, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, thanh niên tóc ngắn thân thể đập ra ngoài. Trực tiếp cầm 6-7 cái Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử đập người ngưỡng mã phiên. Huyết dịch văng đến tất cả mọi người trên y phục, nhìn thấy mà giật mình. Cùng thời khắc đó, quảng trường Thiên Tuyệt hoàn toàn an tĩnh lại, như nửa đêm bãi tha ma vậy. Ai cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ trước mặt nhiều người như vậy ra tay. Càng không nghĩ tới y thần môn cái đó ngày xưa phế vật sẽ một người khiêu chiến toàn bộ Thanh Loan Tông uy tín. Thậm chí áp đảo Côn Lôn hư tông môn thiên tài trận chiến quy tắc trên. Coi vậy trên đài 6 vị trọng tài là không khí. Người điên. Triệt triệt để người điên. Dĩ nhiên còn có một số ít người nhưng là chú ý tới Diệp Thần trên người thực lực, lấy quyền đối với kiếm, còn có thể giết người, cái này muốn dạng gì tu vi. Không biết qua bao lâu, Hoa Nhược Hoan mới hoàn toàn kịp phản ứng, trường kiếm trực tiếp rút ra. Giang Hoài cũng là như vậy. Hàn mâu gắt gao nhìn chằm chằm cái đó hắn ngày xưa đá xuống lôi đài phế vật, dài chen bắn ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Không chỉ hắn hai người chúng ta, Thanh Loan Tông tất cả đệ tử đồng loạt sử dụng vũ khí, ý định giết người bùng nổ. Mà Diệp Thần nhưng giống như là một cái không có chuyện gì người vậy, lấy ra một tờ khăn giấy lau chùi trên tay máu tươi. Cho dù vạn kiếm nhắm thẳng vào tại hắn, hắn cũng không biết một chút nhíu mày. Diệp Thần. Người thật là to gan, lại dám trước mặt nhiều người như vậy giết ta Thanh Loan Tông đệ tử. Hoa Nhược Hoan gầm lên tiếng, thằng nhóc này lại dám ngay trước mọi người khiêu chiến nàng Thanh Loan Tông uy tín, đợi một hồi sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Diệp Thần đưa tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía vậy cái máu tươi chảy như dòng nước thi thể, đột nhiên mở miệng nói, xin lỗi, ta nói xin lỗi. Ngươi không phải là mới vừa nói sao? Nói xin lỗi là có thể lau sạch hết thảy, tên kia tổn thương ta y thần môn đệ tử, nói xin lỗi tức chuyện. Vậy ta Diệp Thần giết người Thanh Loan Tông đệ tử, nói xin lỗi chẳng lẽ lại không được. Diệp Thần trong mắt bắn ra sạch bóng, không có sợ hãi chút nào. Ngươi, Hoa Nhược Hoan tạm thời im miệng. Ai có thể nghĩ tới cái này Diệp Thần còn là một miệng mồm lanh lợi đồ. Nàng không nói lại, không do dự nữa, mới vừa muốn động thủ. Lục đạo kinh khủng bóng người trực tiếp rơi xuống. Chính là Kỳ Tư Thanh chỗ ở vậy 6 vị trọng tài.
tất cả mọi người trong lòng lộp bộp một chút. Bởi vì 6 người bên trong, trừ đi Tuyệt Võ Tông Khâu Lạc Thành, Kỷ Tư Thanh còn có Trịnh Lão 3 người, ngoài ra trong 3 người có một vị trọng tài chính là tới từ Thanh Loan Tông, người ngoài gọi là Nam Minh Đạo Nhân. Nam Minh Đạo Nhân không chỉ tu vi đáng sợ, đan đạo thiên phú cũng là cực kỳ nghịch thiên. Lúc này mới có tư cách thành là lần này trọng tài, hơn nữa tuyệt đối là lão tư cách. Thời khắc này Nam Minh Đạo Nhân sắc mặt tái xanh, tức giận viết ở trên mặt. Ở hắn địa bàn, Thanh Loan Tông đệ tử bị vô duyên vô cớ giết, đây quả thực là đối với khiêu khích của hắn. Hoa Nhược Hoan liền vội vàng khom người gọi nói, Nam Minh trưởng lão, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta, người này sát tâm quá nặng, coi thường quy tắc, hẳn nghiêm trị. Nếu không vị kia chết đi Thanh Loan Tông đệ tử chính là quá oan à. Nam Minh đạo nhân gật đầu một cái, tức giận con người bắn về phía Diệp Thần, vô tận uy áp ngưng tụ đi. To gan Diệp Thần, công khai vi phạm quy tắc, giết người vô tội, còn không quỳ xuống. Hôm nay ta liền đại biểu tại chỗ vô số tông môn, tự mình trấn áp ngươi cái này đồ cuồng vọng. Mắt xem uy áp điên cuồng hướng Diệp Thần ngược đi, Diệp Thần trên bả vai tiểu hoàng phát giác cái gì, hoàn toàn không có buồn ngủ. Duỗi người, đứng lên. Một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể nó tràn ra, bao quanh Diệp Thần. Khỏi bị hết thảy uy áp ảnh hưởng. Dẫu sao tiểu hoàng huyết mạch trong cơ thể cực kỳ đặc thù, vạn yêu vua, coi như không có chân chính thành hình, cũng không phải con kiến hôi có thể đụng chạm. Diệp Thần vốn định ngăn cản, làm nhận ra được tiểu hoàng trên mình truyền tới lực lượng, nhẹ nghi một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới, tiểu hoàng lại còn có loại này thuộc tính. Chẳng lẽ có thể khinh thường hết thảy uy áp? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chính là nhặt được bảo. Nam Minh đạo nhân không ngừng thi triển uy áp tại Diệp Thần trên mình, vốn cho là đối phương sẽ tại chỗ quỳ xuống, nhưng phát hiện, đối phương giống như một cái không có chuyện gì người vậy. Làm sao có thể? Hắn cảnh giới đủ để nghiền ép tại chỗ phần lớn người, mà đây cái y thần môn phế vật, tại sao phải thờ ơ? Thậm chí, bởi vì uy áp không ngừng hướng Diệp Thần ái mộ đi, Nam Minh đạo nhân mặt cũng đỏ bừng. Thậm chí có chút chật vật. Một bên Kỷ Tư Thanh bản muốn ra tay, nhưng là khi thấy Diệp Thần ung dung không vội vã hóa giải Nam Minh đạo nhân uy áp, xinh đẹp trong mắt lộ ra một tia tò mò. Làm sao có thể? Thằng nhóc này chẳng lẽ thật có kỳ ngộ gì? Một bên Khâu Lạc Thành tự nhiên phát hiện vấn đề ở chỗ, liền cho Nam Minh đạo nhân xuống đài cấp nói, Nam Minh đạo nhân, con trai thứ làm quả thật có làm trái đạo nghĩa, thà để cho hắn quỳ xuống, không bằng trước đem thằng nhóc này đè xuống, thì lấy hành hạ. Không tin hắn không phục. Nam Minh đạo nhân thu hồi uy áp, vậy nhìn Diệp Thần ánh mắt giống như ai oán tiểu quả phụ vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói, người nói có lý, người đến, đem cái này đè xuống. Mắt xem mấy cái trở lại hư cảnh cường giả hướng Diệp Thần đến gần, Diệp Thần vừa định rút trường kiếm ra, Kỷ Tư Thanh nhưng chắn Diệp Thần trước mặt. Mọi người sắc mặt đại biến. Hình ảnh này lại mẹ hắn xuất hiện. 5-6 năm trước. Phế vật kia bị Giang Hoài đá xuống đài, Giang Hoài vốn định chém chết, chính là Kỷ Tư Thanh ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Ngăn trở hết thảy, gắt gao bảo vệ một tên phế vật. Mà giờ khắc này, lịch sử tái diễn. Nam Minh đạo nhân sắc mặt rất khó xem, Kỷ Tư Thanh. Chẳng lẽ ngươi là đang gây hấn với lão phụ uy tín? Ta biết ngươi và phế vật này quan hệ, nhưng ngươi nhớ ngươi thân phận, ngươi là trọng tài. Như vậy lấy việc công làm việc tư. Để cho mọi người như thế nào tin tưởng chúng ta trọng tài đoàn. Kỷ Tư Thanh diễn cảm rửng rưng, nói thẳng, nếu Nam Minh đạo nhân biết chúng ta là trọng tài, vì sao mới vừa rồi phương thức xử lý không trải qua mọi người thương lượng, tùy tiện xử trí Diệp Thần, cái này có phải hay không có làm trái công chính? Ngươi, Nam Minh đạo nhân sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, Kỷ Tư Thanh, ngươi chỉ bất quá lần đầu tiên thành tựu trọng tài, lão phu khi trọng tài thời điểm, ngươi có thể còn không có sinh. Luận tư chất lão phu mạnh hơn ngươi. Tránh ra, nếu như không để cho, ta liền ngươi cùng nhau xử trí. Kỷ Tư Thanh bên cạnh Khâu Lạc Thành vội vàng khuyên Kỷ Tư Thanh nói, Tư Thanh, ngươi đừng phạm hồ đồ, chuyện này đúng là thằng nhóc này sai rồi. Hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nếu như không xử trí, khó khăn kẻ dưới phục tùng à. Ta biết ngươi và cái này Diệp Thần là bạn, nếu là bằng hữu, càng phải là hắn lo nghĩ à, ngươi có thể giúp hắn một lần. Không thể giúp hắn cả đời à.
Kỷ Tư Thanh nhìn lướt qua Khâu Lạc Thành, phun ra một chữ ừ. Sau đó lại hướng Nam Minh đạo nhân mở miệng nói, chuyện này ta từ muội muội ta nơi đó biết đại khái, vậy Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử đầu tiên là vô cớ đối với y thần môn động thủ, vốn cũng không nhân ở phía trước, Diệp Thần ra tay, cũng không có giết người dự định, chỉ tiếc vậy ngoại môn đệ tử quá mức phế vật, kiếm đối quyền cũng có thể bị giết, loại người này, ở lại Côn Lôn hư cũng vô ích. Hoa Nhược Hoan và Giang Hoài nghe được câu này, tức giận nói không ra lời. Cái gì gọi là không hữu dụng? Nam Minh đạo nhân mới vừa muốn mở miệng, một bên Trịnh lão không nhìn được Giảng Hòa nói, thi đấu đã bắt đầu, chúng ta nếu như còn như vậy rằng con nữa, thời gian nhưng mà lãng phí, những cái kia còn dư lại 750 vị Côn Lôn hư thiên tài hậu tuyển người có thể chờ đây. Nếu thời gian ngắn không cách nào cho ra kết quả, không bằng sẽ dùng lôi đài chứng minh. Chúng ta tạm thời đem quy tắc sửa đổi mấy phần, để cho y thần môn và Thanh Loan Tông đấu võ, bỏ mặc ai thắng ai thua, chính là kết quả. Bên ngoài sân từ đây lại nữa tranh cãi, như thế nào? Kỷ Tư Thanh nghe được cái này phương án, đem kiếm nhận lấy, sau đó nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến. Nam Minh đạo nhân còn có thể nói gì, một phất ống tay áo cũng là nói, được. Quảng trường thiên tuyệt vốn là lấy thực lực vi tôn. Dùng quả đấm nói chuyện so hết thảy cũng thiết thực. Nhưng là ta hy vọng có chút trọng tài không muốn lại có tư tâm gì. Một vị che chở người khác, chỉ sẽ để cho đối phương chết hiểu nhanh hơn. Những lời này hiển nhiên là nói cho Kỷ Tư Thanh nghe. Kỷ Tư Thanh không để ý đến, vỗ một cái Diệp Thần, một cái ánh mắt đủ, sau đó mũi chân nhẹ nhàng đạp đất, lần nữa đi tới ghế trọng tài. Sáu người lần nữa vào ngồi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì thời gian lãng phí quá hơn, có chút vội vàng, Trịnh lão đơn giản tuyên đọc một ít quy tắc, liền bắt đầu đào thải. Dẫu sao 750 người quá hơn, ít nhất phải tiến hành 2 trận, trực tiếp đào thải thành 200 người trở xuống. Để công bằng, toàn bộ đều là rút thăm. Nhưng là có một cái là ngoại lệ. Đó chính là Y Thần Môn và Thanh Loan Tông. Y Thần Môn hạn định trước hết và Thanh Loan Tông đào thải. Bởi vì Y Thần Môn chỉ có Diệp Thần một người bảo vệ tánh mạng, mà Thanh Loan Tông lại có 4 người. Trừ Giang Hoài và Hoa Nhược Hoan trở ra, còn có ngoài ra 2 vị thiên tài đệ tử. Nói cách khác Diệp Thần ít nhất phải đào thải Thanh Loan Tông tất cả mọi người, mới có tư cách lên cấp. Càng là mấu chốt là, hết thảy các thứ này đối với Diệp Thần quá bất lợi. Trước không nói thực lực, coi như Diệp Thần có thể may mắn thắng được, hắn phải đối mặt nhưng mà xa luân chiến. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không coi trọng Diệp Thần. Cố nhiên mới vừa rồi Diệp Thần một quyền chém giết một vị Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử, vậy thì như thế nào? Ngoại môn đệ tử và vậy 4 vị thiên tài đệ tử hoàn toàn không thể so sánh à? Trong đó Giang Hoài và Hoa Nhược Hoan càng lần này tiến vào trước 30 thí sinh hấp dẫn à? Bởi vì Y Thần Môn và Thanh Loan Tông đặc thù, do Trịnh lão tự mình chủ trì. Hắn đi tới trung ương lớn nhất cái đó trên lôi đài, ánh mắt rơi vào Y Thần Môn và Thanh Loan Tông khu vực, cất cao giọng nói, mời Thanh Loan Tông và Y Thần Môn đệ tử bước vào lôi đài. Lời nói rơi xuống, Giang Hoài cái đầu tiên bước vào lôi đài. Hắn lựa chọn người đầu tiên xuất thủ. Năm đó, hắn có thể một cước đem Diệp Thần đá xuống lôi đài. Bây giờ, tự nhiên cũng có thể. Mấu chốt đối với người tu luyện mà nói. Đã từng là khuất nhục vô cùng có thể hủy xấu xa người tu luyện đạo tâm. Hắn Giang Hoài tin tưởng, hắn chính là cái này Y Thần Môn tên phế vật kia đạo tâm chỗ sâu ác mộng. Bao phủ hết thảy bóng tối ác mộng. Giang Hoài kiêu ngạo 10 phần ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, một chuôi dài chèng sử dụng, chèng ý càn quét hết thảy, chèng phong nhắm thẳng vào Diệp Thần, tiểu súc sinh, ngươi cảm thấy lần này ngươi có thể ở trên lôi đài chống đỡ mấy giây. Sẽ không lần này vậy liền lôi đài cũng đạp không được đi. Lời này vừa nói ra, đám người một hồi cười ầm lên. Vô số đạo ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào Diệp Thần trên mình. Cười nhạt, khinh thường, lạnh lùng. Thật ra thì tại chỗ phần lớn người đều biết kết quả sau cùng. Giang Hoài tu vi ở Thánh Vương cảnh đỉnh cấp, lời đồn đãi sắp bước vào phản hư cảnh. Dầu gì cũng là nửa bước phản hư cảnh. Mà Diệp Thần đâu? Từ hơi thở đi lên xem, đỉnh hơn nhập thánh cảnh. Đây chính là ước chừng kém 2-3 cái cảnh giới lớn, đánh như thế nào?
thậm chí có người bắt đầu phiên giao dịch tiền đặt cuộc. Đè không phải Diệp Thần thắng thua, mà là cái đó y thần môn phế vật có thể không đạp lên lôi đài, vừa có thể ở trên lôi đài chống đỡ mấy giây. Châm chọc liền liền, thậm chí liền Tiểu Bích và Lão Tiết cũng là bị mắt lạnh tương đối. Bọn họ quả đấm cầm thật chặt, mê mang mà cũng không biết kết quả. Bọn họ muốn phải tin tưởng Diệp Thần, nhưng là 5 năm trước hình ảnh còn rành rành trong mắt à. Giống nhau người, giống nhau lôi đài, chẳng lẽ sẽ không có cùng kết quả? Diệp Thần ánh mắt bắn về phía Giang Hoài, vậy 5 năm lưng đeo khuất nhục vào giờ khắc này hoàn toàn phóng thích. Côn Lôn hư phế vật. Phàm căn rác dưới. Y thần môn cười nhạo. Hôm nay, hắn liền muốn dùng kiếm trong tay đem hết thảy bể tan tành. Bót. Diệp Thần dưới chân kình khí cuộn sạch, ôm ngủ Tiểu Hoàng, chỉ như vậy bước lên lôi đài. Trong mắt rừng rưng, nhưng là không có ai biết cái này rừng rưng hạ là như thế nào tức giận. Trịnh lão gặp hai người tất cả lên, Giang Hoài binh khí đã xuất, nhưng là Diệp Thần nhưng là giờ phút này hai tay ôm một cái mèo, tựa như hoàn toàn không quan tâm, liền nói, Diệp Thần, còn có 10 giây lại bắt đầu, cầm ngươi trong ngực thú cưng thả đi xuống đi, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhanh lên món vũ khí lấy ra. Cố nhiên chung quanh lôi đài đã bắt đầu đào thải, nhưng là vô số đạo ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần bên này. Bọn họ tò mò y thần môn Diệp Thần sẽ dùng vũ khí gì? Chẳng lẽ là ngân châm? Đón tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Thần ngẩng đầu lên, sờ một cái Tiểu Hoàng, đối với Trịnh lão nói, không cần vũ khí, ta liền ôm nó là được. Có chút rác dưới còn chưa xứng ta ra tay. Hai chân đủ rồi. Lời này vừa nói ra, Trịnh lão ngẩn ra, sắc mặt rất là khó khăn xem. Dưới đài tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh nhất thời sau đó, ầm ầm cười to. Ôm một cái mèo, còn hai chân đủ rồi. Cái này Diệp Thần là não tàn không được. Vẫn là nói, hắn đã sớm lựa chọn buông tha. Một cái nhập thánh cảnh đối kháng một cái cơ hồ phản hư cảnh cường giả, còn mẹ hắn không ra tay. Đùa gì thế? Trịnh lão lắc đầu một cái, cũng không để ý, một bước rời đi. Có vài người không nghe cũng không nghe đi, gieo gió gặp bão mà thôi. Trên lôi đài, gió lạnh xào xạc. Nhìn lôi đài trung tâm trên đài cao đứng hai đạo thân ảnh kia, bốn phía tụ tập mà đến đám người, sôi sùng sục. Diệp Thần, bây giờ không có Kỳ Tư Thanh che chở ngươi, ngươi còn lấy là ta sẽ giống như 5 năm trước như nhau tha ngươi sao? Hôm nay... ta không đưa ngươi rời đi lôi đài, mà là đưa ngươi bước lên suối vàng. Giang Hoài khóe miệng lộ ra thị huyết cười nhạt. Hôm nay chính là Diệp Thần phế vật này ngày tận thế. Giang Hoài sẽ không cho hắn dù là một tia một hào cơ hội. Ngươi quá ồn, ta Tiểu Hoàng ngủ đang thoải mái đây. Nghe Giang Hoài mà nói, nghe dưới đài truyền tới những cái kia châm chọc tiếng nói, Diệp Thần mặt không cảm giác. Đã như vậy, liền để cho trận chiến này. Thành là tuyên cáo ta trở về đánh một trận. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, Diệp Thần để cho mình lâm vào vô cùng bình tĩnh chính giữa, trong lòng tự lẩm bẩm. Cuồng ngông rốt nát, chết đến ập lên đầu, vẫn còn ở cậy mạnh. Nhìn Diệp Thần vào lúc này lại nhắm hai mắt lại, Giang Hoài sắc mặt dữ tợn. Cái phế vật này, bây giờ là xem nhẹ mình sao? Chết đi! Rốt cuộc lại nữa chờ đợi, một tiếng giống giận. Giang Hoài hướng Diệp Thần nhào tới. Dài chen chỉ một cái. Chen mang thịnh thiên. Đạp đạp đạp. Hai chân phát lực, sấm rền vậy tiếng bước chân chính giữa, Giang Hoài cả người biến thành mãnh hổ xuống núi. Rào rào. Ở đó dài chen đánh ra ngay tức thì, mơ hồ có thể nghe được Giang Hoài trong cơ thể, gân cốt trỗi lên, phát ra đùng đùng giòn vang tiếng. Hống. Chen gió gào thét, do như hổ gầm thương khung. Giờ khắc này Giang Hoài, tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Cái này một đoạt mệnh là máu chen, cơ hồ bị Giang Hoài diễn dịch đến trình độ cao nhất. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, toàn bộ lôi đài, cũng mơ hồ chấn động lên. T. Mắt thấy Giang Hoài đột nhiên ra tay, một chiêu đoạt mệnh là máu chen khí thế bừng bừng, lôi đài ra, tất cả người xem cuộc chiến cũng không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần chết chắc. Xem. Diệp Thần bị sợ choáng váng. Ha ha, hắn không biết nên làm gì bây giờ sao? Phế vật, quả nhiên vẫn là phế vật. Nhìn Giang Hoài chèn ý bùng nổ, Diệp Thần khẽ mỉm cười,
không chần chờ nữa, một tiếng gầm lên, hắn một cước bước ngang qua ra. Ôm tiểu hoàng, bay lên không thế, chân như kiếm ý. Biến dạng hư không, sấm sét thân thể điên cuồng tràn ra. Tựa như hóa là cự thú, chiếm đoạt toàn bộ lôi đài. Diệp Thần đùi phải truyền tới từng trận nhọn giòn vang tiếng, mỗi một cái khớp xương, tựa như cũng vào giờ khắc này bộc phát ra vô cùng lực lượng. Hống, mãnh hổ gầm thét, khí thôn vạn dặm. Chân phải cuốn lên cơn sóng thần, Diệp Thần giống như thượng cổ cự long đón Giang Hoài nhất kích đi. Làm sao có thể? Diệp Thần ra tay bây giờ, bạo phát ra khí thế kinh khủng, để cho đã giết tới Diệp Thần trước người Giang Hoài, không khỏi được trợn to hai mắt. Khí thế thật là mạnh mẽ. Làm sao sẽ tới từ cái phế vật này? Ở nơi này tiếng gào thét chính giữa, hai đạo lực lượng, đụng vào nhau. Đất rung núi chuyển. Oanh! Toàn bộ lôi đài, sau đó hung hãn chấn động một cái, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Gió lớn chính giữa, bụi bặm đầy trời. Làm sao biết? Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giao Phong trong nháy mắt, Giang Hoài diễn cảm định cách. Trước còn một mặt cười gần Giang Hoài, sắc mặt rất nhanh vặn vẹo, đổi được vô cùng thống khổ và kinh hoàng. Nhất kích dưới, mình lại, tựa như đụng phải núi cao, không cách nào tiến thêm. Giang Hoài khó tin. Hôm nay, đến phiên ngươi lăn xuống đi. Nhìn Giang Hoài mặt đầy hoảng sợ thần sắc, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Theo một tiếng này gầm lên, tiếng nổ như sấm nổ tung. Diệp Thần trong nháy mắt đem trong cơ thể tất cả năng lượng, hoàn toàn bùng nổ. Đây là so với trước đó mạnh hơn lực lượng. Phốc suy, máu nhuộm bầu trời mênh mông, ở nơi này một cổ lực lượng đánh vào dưới, Giang Hoài sắc mặt bá một chút sát trắng đi. Ken két ca, trong phảng phất tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được xương cốt gãy lìa tiếng. Đến từ Giang Hoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.